Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đức Giáo Chủ Phật Tổ Phật Thầy Bụ Sơn Kỳ Vương và các ngài chứng minh gia hộ cho đệ tử thành tâm phát nguyện. Hôm nay một lối thoát buổi sau cùng gặp tất cả chư quý vị đạo tâm bần thiện. Tại sao hiện giờ không còn xưng tán tụng đức cậu đức thầy mà gọi là bần thiện chúng sanh còn mờ mịt? Chúng sanh không siêu tầm ra được đạo lý con người thì làm sao đạt thành chánh quả được? Cho nên hôm nay cậu là một bần sĩ, một bần sĩ tá trần hiện cơ pháp để cho tất cả chư quý vị đoạt được pháp chân như của Phật ngày xưa truyền đời ngài còn cho mình nối tiếp, thì quý vị nghĩ như thế nào? Trong quận Hà Vân đến Thượng Vân, trong một ngày này là một ngày kết cuộc tận thế hội luân hoa có hay không? Thì bần sĩ sẽ nói cho tất cả quý vị biết, một vị sĩ bần khắc khổ đau thương hoằng dương thí pháp nhiều nẻo gian trưng nhưng không ngại, chỉ mong tất cả nhân quần đoạt được ý một chân lý, sưu tầm đạt pháp Phật tịnh để cố len lỏi trở về. Hạt giống ấy suốt bao nhiêu năm tháng lụng canh tài, bần sĩ là lãnh trách nhiệm của lực thiên điều trời Phật kêu đéo tất cả chúng sanh, nói rằng ngài sắp đây Phật đã hiện tiền có tại thế gian này, mà xin thưa chú quý vị đạo tâm, vậy Phật có hay chưa? Phật từ đâu mới có tự bao giờ? Và tất cả các quý vị đạo tâm thường tu niệm Phật ăn chay theo đường lối thoát, nhưng hiện giờ này quý vị có biết mục đích nào quý vị đã đến chưa? Và về chưa, đạt chưa, hiểu chưa? Xin kính mong tất cả toàn thể dân dân quần chúng anh chị em đồng bào từ miền xa lạ ở nơi đây cũng vậy thôi. Thì bần sĩ xin chúc hết tâm sự trong một giờ này cho tất cả chú quý vị hiểu được qua những màn lót thay cũ đổi mới rồi chưa? Bây giờ mình tu phải biết Phật ở đâu, Đức Ngài ở đâu, các đấng vô hình giờ này ở đâu, đặng rồi mình lượng thế mới được chứ. Còn u mê mại, còn là một tư cách khác hẳn hơn bộ máy thiên liêng trời đất, làm sao phù hợp với quyền quan chi khí của Phật được? Cho nên hôm nay bần sĩ là một người khó khổ nhất, được tiễn phong trong phái Bụ Sơn Kỳ Vương, xuất hiện mượn cơ thể xác kim thân này, lòng trần trượt hay thân trần trượt? Thân trần trượt, lòng vẫn trong sạch, thì ngài mới giao phó trách nhiệm, một trách nhiệm rất nặng nề cao cả của thiên liêng. Mà cuộc tận thế này sẽ biến đổi xảy ra trùng trùng điệp điệp, quý vị có hiểu được hay không? Còn chỉnh mãn quá, còn lơ thơ quá, còn chờ đợi một cuộc nào nữa vậy chứ quý vị đạo tâm bần sĩ thiết tha tha thiết. Hiện diện hôm nay, bần sĩ xin gửi một lá thư này khắp tất cả bốn biển năm châu hoàn cầu thế giới mà tự độ độ tha, tự giác giác tha. Quý vị kiểm điểm đi, coi mình được hay chưa, tròn vẹn hay chưa, hay là hiện giờ này mình còn mê muội, còn ngáo chơi nó cõi ta bà này, dục vọng tham muốn, tiền tài sân hận, cầu có danh lợi. Quý vị thấy chưa? Chứ quý vị đạo tâm thấy chưa? Có cái gì tồn tại ở cảnh hư ảo này đâu? Nguồn cội không trở về, đất Phật không muốn tham dự để nghỉ ngơi sao chú quý vị đạo tâm? Lòng ta tha thiết mong tất cả quý vị đừng nên hỏi gái và trai, già và trẻ, Phật tánh Như Lai một, bổn thể chân như quần nguyên trở lại một, phân biệt nam và nữ đó là xác thân phàm thôi, trần thôi. Còn về Phật không nói nam và nữ, trẻ già cùng là không đến sớm và muộn, nếu mê là chúng sanh ngộ làm Phật thôi. Vậy xin kính mong tất cả chư quý vị rõ thêm nguồn cội của mình ở đâu, nơi chỗ nào là nơi vĩnh viễn trường tồn cho linh hồn được an nhiên cảnh tịnh, thì nơi đó là mục đích của chúng ta. Ai cũng muốn tu, tất cả chư quý vị đạo tâm nào cũng vậy, muốn tu đi trở về Phật, có phải vậy hay không? Nhưng mà đường về Phật
có sung sướng không? Kính thưa không. Rồi trên bước đường ấy, gian sơn hiểm trở, rồi mình có ngại ngùng hay không? Nếu ngại thì mình làm sao về Phật được? Nếu than thở, nếu đổ thừa, nếu mà xô sắp cho tất cả mọi người, đó là tại họ, không phải vậy đâu. Kính thưa chư quý vị đạo tâm, đó là tại mình thôi đó. Tại cái nghiệp của mình nhiều đời, quá khứ vị lai vô lượng kiếp lắm. Cho nên ngày hôm nay là Bần Sĩ mới dạch rõ ra tất cả. Chư quý vị cứ nghĩ rằng Bần Sĩ là một người anh kêu léo đoàn em, sớm mau thức tỉnh để quay về, đừng đập phá vỡ bộ máy thiêng liêng của trời đất Phật Pháp nữa. Đã bao nhiêu tội lỗi quá nhiều rồi, giờ này chỉ còn một phút sau cùng mà tất cả các em không tỉnh ngộ lại hay sao? Bữa nay tại sao thay đổi? Thay đổi liền liền trong cái bộ máy từng quan này, vì trộm lĩnh của lực thiên điều, làm sao dám xưng tất cả các bậc vị ấy? Chỉ là một Bần Sĩ thôi. Vậy mong tất cả chú quý vị nơi miền xa xôi dịu dợi dược ải trùng dương, Bần Sĩ quyết chí làm sao có một chiếc đò để rước quý vị trở lại quê hương đất Phật Trung ương Phật và Ngài Thánh Chúa ra đời để gặp lại tất cả các bậc hiền nhân hiền triết nhiều đời kiếp đã đọa xuống đây. Quý vị có biết Bần Sĩ đã đau khổ biết bao nhiêu chưa, giảng dài biết bao nhiêu chưa? Nhưng sự đau khổ ấy chúng ta sẽ đạt được thành chánh quả thì cũng nên an vui nơi Phật tịnh rồi. Điều may mắn nhất, cầu nguyện nước thạnh nhà ăn bốn biển năm châu hoàn cầu thế giới được tự thay đổi sớm mau để hầu gặp Phật, thì giờ đó nó Bần Sĩ sẽ trở lại nó nguồn cội thanh tịnh để ngâu du chân du rỡ bước. Còn bây giờ này sự thấy khổ chưa rồi thì làm sao Bần Sĩ đi chưa được vậy? Xin kính thưa chư quý vị, đạo tâm của băng tín đồ giáo hội Phật giáo một mà thôi, hôm nay Bần Sĩ có lời để chia sớt nỗi buồn vui trong cuộc đời người tu sĩ và cư sĩ. Xin kính thưa chư quý vị thông cảm qua. Và kim thân sắc thể của Bần Sĩ đây là một người dốt mắt quê mùa, nhưng nhiều đời kiếp đã tuyển xong hợp đồng từ nhiều đời kiếp đưa xuống đây trong phái Bụ Sơn Kỳ Hương, chứ không phải về, không phải nói muốn mượn chừng nào mượn, muốn xá chừng nào muốn bỏ, hết hợp đồng rồi là hết kiếp của người. Xin kính thưa quý vị cố gắng. Thì hôm nay Bần Sĩ đến Bần Đạo là một cách rất giản tiện, đơn sơ hạ mình để làm tấm gián bắt cầu cho nhân loại mà. Chư quý vị đang mến thương, thương Bần Sĩ cùng thương anh em và nhân loại với nhau, anh em của mình đùm bọc với nhau, thương với nhau đi, để bà mẹ được an vui, để ông cha đừng trừng trị, chứ tất cả đứa em của mình ngộ nghiệp quá, nó phá vỡ tất cả những gì của cha mẹ tài sản để lại mà nó không biết hưởng. Ngày hôm nay phải xảy ra tất cả mọi đại cuộc này thì do nó những đứa ngộ nghịch kinh ngang mà không biết quay về Phật Pháp. Vậy Bần Sĩ thiết tha đôi lời mong cầu tất cả chư quý vị, nếu có thương Bần Sĩ trong một cuộc đời này thì ráng cố gắng trao dồi đạo hạnh, nung nấu tinh thần ý chí dẹn bén, ngày sau sẽ gặp, ngày sau chư quý vị được gặp Bần Sĩ là một người thân thương nhất cả chốn núi rừng hối hả để trao duyên. Biết nói chi Bần Sĩ đang lái con thuyền chốn sông bể để du miền đưa rước đào. Biết sống kia quá ơi nhưng mà chìm trong mưa bão, Bần Sĩ ráng đưa đò để chơn dạo vô phương. Cảnh thế gian tội lỗi ác không thường, nay Bần Sĩ du dương trên sông bể. Nếu thương hại thì xóm kinh chiều kể, nếu thương thầy rồi thì lấp bể ngăn dâu. Hôm nay trăng thế đến đầu, nghèo nàng Bần Sĩ nhưng họ hầu không không. Quyết chí tu thuyền rồng tay ta lái, để đưa người qua ấy sông mê. Nương đi Bần Đạo đưa về, Tây Phương an tình Bồ Đề trong trong. Biết sự khổ máu hồng còn nhuộm, tại sao trần không ghê gốm mi bỏ đi.
đây rồi tận thế gian nguy, ai người xuống cố từ bi ai nhiều. Bần sĩ nói ít thì chúng lại hiểu nhiều, tại sao nói mà khi đò chiều gần sang, nói ra chịu khổ cơ hàng, sao người không đạt pháp tràng hiện thân. Muốn hủy bỏ nhưng hồng trần còn kêu gọi, muốn tắt đi đừng nổi nữa làm gì. Nhưng rồi ai lại cứu nguy cuộc đời tận thế thì nghĩ bần đề. Nghe cho rõ rồi sớm cẩn chiều kề, mình tu lòng giác ngộ chỉnh tề, chịu khổ hành để dọn đường về Phật tịnh, chịu đau thương nhã nhịn mới còn. Nếu thương thì phải giữ tấm lòng son, nếu thương cậu phải ráng chiều lòng chút nữa. Nay bần sĩ thuyền tâm đóng cửa để chờ giờ đứng giữa hoa thay, chịu buồn nước mắt chảy dài vì thương nhân loại trần ngại lắm. Bao nhiêu khổ để ra giáo lý thi dân, để mang kinh sách thường hằng từng cơn. Đây là phái ở Bộ Sơn Đức, ngài quyển chuyển từng cơn. Cô lô tu đi, danh nghĩa cứ làm, hiền lương cứ tới rồi lững đàm Phật tiên. Cứ làm theo đi để cứu hết đi của quyền, cứu mình thoát khỏi nơi miền bờn nhớ. Tỉnh đi tất cả quý vị đạo tâm ơi, thầy đợi bần chờ, mau về đất Phật đi dựng cờ hiền. Mau về đến đi có Phật thần tiếp trước, ở làm chi quyền tước cao thân. Sớm ôm nương tựa Phật đàn, để bằng rau bước nhịp nhàng chua du. Biết sự khổ thì mình tu đi bỏ thế, rồi bụi lâm nguy nhiều mỹ kế tà đàm kêu bới. Ở chốn nhà nam mau trở lại để lựng đàm Phật cành. Đừng có hẹn chờ nào tôi rảnh ráng đi người, để hiện ở cành niết bàn. Chữ tu hành không có đợi nói giàu sang, kinh giới kệ muôn ngàn tha thiết, tại sao chúng giờ này không biết bổn bài thơ ta viết rõ rồi. Ta từ đâu xuất hiện từ gián núi gián đồi, nơi sơn bão để hạ tội xuống thế. Chịu phong ba chịu nhiều mỹ kế, chịu với đời ô quế trượt thâm sâu, chịu buồn bằng nói đôi câu, gợi người hãy ngoại tình hậu nghe tình. Nếu có thương ta rồi thì ta ráng cầu xin đức Phật hãy minh cho trần. Hôm nay đây không biết nói dịu dởi bao nhiêu lần, bần nghèo vất vả sơn tầng lắm thân, nghèo mà ta được rảnh ráng, sau này ta ngữ chốn niết bàn Phật thiên. Giàu chi vậy không hiền bá tánh, mà sang làm chi ở cạnh ngục môn. Thà ta nghèo khổ linh hồn, ta bay về Phật thường còn biết bao. Dinh với nhục sang với giàu cũng chung một lối, cô khác nào tự sanh. Để biết trước ráng giữ đạo lành là căn bản. Nhớ bần nói rồi các bạn phương xa, về đi tinh ngộ phước hòa. Ráng nghe ta dặn rồi miệng nếu thương ta đã soi ngần bút ký, ráng thương thầy thầy chỉ con đường, chừng nào về nơi chốn trung ương, long qua hội cây đường chừng nào mơ. Tại chúng sanh còn lưu luyến nhớ, tại phàm trần còn thiếu nợ làm sao. Hôm nay ta lại bôn đau, bần nghèo sống kinh kệ là giàu chúng sanh.
giàu như thế, không ai nảnh tranh giật được. Giàu bạc tiền mà không phước sắp nguy, đó rồi giàu nữa làm chi, nghe lời bần dân tu đi trễ rồi. Hôm nay ở đây đó, tại sao không còn xưng là cậu có chứ? Nhưng mà cậu là một bần sĩ quá khổ, não trên một đoạn đường để phiến tu, dắt dìu chúng sanh để vượt qua bờ bến khổ mà. Cho nên lòng tha thiết hôm nay xin kính mong chư quý vị ở miền xa dịu dời, nếu có thương bần sĩ nghèo nàn này thì quý vị ráng cố công lo tu thêm phúc lượng, kiểm diệp và từng tự lạy mình là tốt. Ý thức từng đi đứng nằm ngồi, chỉ một phương hướng nào là mục đích ta đoạt thành ý nguyện đó. Tại vì tất cả chúng còn quá mê thì làm sao giác ngộ được. Giác mà không ngộ cũng tầm thường thôi. Ngay bây giờ bần sĩ chia sớt cho tất cả chư quý vị, chứ bần sĩ đâu có chùa, đâu có nhà, đâu có chỗ nào là của mình ở đâu. Của trời Phật, của đất địa, của linh thiêng Phật mẫu, của thượng phụ, của cha trời mà. Thì làm sao bần sĩ có cái nhà gì trường tồn với quý vị được. Cho nên quý vị mê quá, thành ra phải chịu lạc lõng đi một mức đường tầm cỡ của quý vị không thể chiếm quả được đâu. Cho nên hôm nay nếu mà quý vị nào nghe được một phút sau cùng này thì bần sĩ nguyện độ tận chúng sanh, để rảo bước chân du khắp miền khuyến đạo, bằng một thanh linh, bằng một cảnh vô hình. Tuy quý vị ở miền xa nhưng bần sĩ sẽ đi đến, bần sĩ sẽ đi đến đó để tiếp một hơi thở cuối cùng, để dùng quyền quang chi khí độ tất cả quý vị đi trở lại. Thì hôm nay chư quý vị đạo tâm cùng băng tín đồ Phật giáo đừng nên chấp nhận, chúng ta cứ tu đi. Ta tu đi rồi ta sẽ biết Phật, ta sẽ gặp Phật, ta sẽ thấy Phật, rồi ta sẽ sang nước nhà thế giới của Phật. Ta sẽ hưởng thụ nghìn năm muôn thở, không có ai thấy được đâu. Mà mình thấy được rồi, những kẻ tà gian ác độc đạo phá, tất cả các vị ấy được thấy không? Được thấy, xin thưa chư quý vị, được thấy hồi hôm qua, thấy rồi chết. Thấy rồi bỏ xác, thấy rồi lìa, không được hưởng trong mấy nhà đó. Cũng cho thấy để hối tiếc, để linh hồn biến thành tro bụi, ngấm ngầm dưới Atula địa ngục mà biến ra hạt cát, trốn không hề. Xin thưa quý vị, rồi 7.000 năm nữa, thất ức niên mới được quần trở lại, thì quý vị biết bao nhiêu? Chết rồi. Hôm nay bần sĩ là một người cuồng điên, là một người khùng điên, để trao lại cho tất cả chư quý vị đôi lời. Xin kính thưa quý vị, cứu nguy tận thế, trong một cuộc này, ai là người cứu? Bần sĩ cứu. Bần sĩ là một người đầu đội dây mang, tôn thờ Đức Ngài Trời Phật mà, để chịu một trách nhiệm nặng nề đi giải cứu, giải tỏa tất cả những khối trượt u minh của mọi người, để giải cứu, giải độ họ, cho họ trở lại Phật đường, nó quê hương cảnh cũ của họ, cội nguồn gốc của tất cả. Bần sĩ cứu cảnh gian nguy, cuộc tận thế sẽ biến đổi tất cả trong hoàng võ trụ địa cầu này, mà mọi người đều muốn đi chơi bời liêu lỏng ma chúng, đi chơi ham vui cảnh này cảnh kia cảnh nọ. Xin kính thưa chư quý vị, còn một cảnh nữa quý vị chưa đi, thì tầm mức độ của quý vị phải làm sao ta được đi chu du, hay là đi tham quan, đi du lịch nơi cảnh đó. Cảnh đó là cảnh Như Lai, cái cảnh đó là cảnh trường tồn tuyệt đẹp, bao giờ quý vị có được đi hay chưa? Vậy bần sĩ xin mong tất cả quý vị phải tranh đấu làm sao đi sang thế giới ấy. Mà thế giới ấy bây giờ làm sao biết được ở đây ở đâu, thế giới con người của quý vị. Quý vị phải thanh tịnh ngồi tìm hiểu, đi trong thế giới con người được rồi thì ta đến cực lạc không ấy hồi đâu. Vì thế giới con người của chúng ta mà đi không được, không phá vỡ được những cái hè cánh ấy, những cái cửa khẩu ấy, những cái địa phận ấy, thì làm sao quý vị biết được Phật ở đâu. Thì hôm nay bần sĩ xin dịch việc thêm vào phụ họa thêm đôi lời phúc sau cùng của một đoạn để từ giả tất cả chư quý vị đạo tâm, để bần ngồi an tịnh, để viết lại những dòng thơ lưu loát, để sau này tất cả các vị nào còn vượt ải trùng dương, hoặc rằng trở lại mảnh đất quê hương nghèo khổ của nơi xứ mẹ, thì bần sĩ sẽ cho quý vị được gặp trực tiếp dòng thơ ấy, là phụ pháp
đàn kinh của Phật, mà chính bần sĩ đang dành dụm cũng vì tất cả bá gia bá tánh chúng sanh mà bần sĩ đã dục bỏ bớt rồi, cho nên hôm nay phải thanh tịnh ngồi để tìm lại, để sau cứu cảnh cho tất cả nhân loại, rồi bần sĩ mới trực giảng trở về để an vị trí của mình. Còn nếu chúng sanh còn lê thế như vậy thì chắc bần sĩ còn thao lao vào cảnh khổ chứ bao giờ được yên rảnh đâu. Vì lẽ đó cho nên trong giờ này cứu nguy tận thế, tại sao bần sĩ chứ đường đường dám nói vậy mà hiện giờ này khối trượt của ma dương đầy đặc thật. Quý vị thông cảm cho, quý vị thông cảm cho một vị rất là dầm xương gian khổ trên một đoạn đường để hoằng dương kiếp, để dân định của Đức Ngài, các đấng phải làm gương cho thế này, phải chịu tơi tả một mảnh áo phàm này để mặc mảnh áo của Phật. Thì kính mong quý vị phải noi gương ấy, làm sao chúng ta được mặc áo của Phật, cái áo của thiên liên, cái áo đó vĩnh viễn trường tồn. Còn cái áo phàm trần này là đất giả, sẽ bị xương tiết vốn mùa, bị lau dùi, nó bùng dơ biển thậm. Xin quý vị cố gắng. Còn hiện diện hôm nay tất cả chứ quý vị có thấy không, đều mê muội. Đừng có buồn khi bần khùng nói chuyện. Thì quý vị thấy không, cất làm chi một cái lầu đài cao há gì mà lầu đạo đức quý vị sao không cất? Quý vị cứ cất cái lầu đạo đức đó đi. Mà cất ở đâu? Xin hỏi lại bần đạo sẽ nói cho quý vị biết rằng cất ở cạnh Như Lai. Lầu đài ấy không bao giờ bị bão tố mưa phong cuồng ngóng sụp đổ. Cất làm chi nơi này thêm khổ bới chúng sinh. Lầu giả mang người nảnh người tranh, còn lầu chân thật không ai giành số ngã được. Lầu đó là chúng ta đang gây lầu đại phước, lầu thương yêu, lầu giải trước tầm thân. Ráng xây cất đi đồng đạo ơi, không ai vượt được mà chẳng có kẻ đến giành. Nay bần sĩ đã bạch rành cho biết, nẻo cực lạc tại sao không nơi không niết, còn chốn bùng lại biết lại sao lắm. Kệ với kinh sớm hối thì thầm, đôi chân giả bần tầm rước đào. Biết sự khổ trong nay mai mưa phong gió bão, cuộc lâm nguy người đạo mới trường tồn. Đạo thế nào chứ không phải quỷ dịch tà ôn, đạo trong trắng cũng như bồn chưng hoa kiện dày. Đạo khai minh, đạo phải nhìn phải thấy, đạo phải biết cuộc đời lừng lấy không tranh. Đạo của thầy, của Phật, của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật tổ rất hiền lành. Đạo căn bản, đạo không giành không giật, đạo không cần ai tôn cấp bậc. Đạo chấp nhận rồi thì phải khổ cực nay mai, đó mới là đạo cả của Như Lai. Sao phản bổn quần lai về địa đi. Bần sĩ khổ trong giờ này, bần sĩ chỉ mái tranh nghèo đừng phung phí không nên. Tại vì ai mà còn mãi rỉ rên thơ tá bút để dựng nền Phật học. Nếu thương bần sĩ đó, tất cả các quý vị nên thức đêm trằn trọc để nhớ lời thầy và công cực nhọc bần khai. Chữ đạo màu tất cả đều hay, nhưng cuộc hành đạo rồi trắng tay tay trắng. Cứ lo đói với nghèo, thôi kia với thắng, nhục với dinh làm sao siêu đẳng phàm phu. Nghĩ lại mình chọn lấy đường tu, cuộc tận thế như mù đâu có biết. Mất phàm trước nhưng ta sẽ được về nơi niết chốn, ta bà quỷ diệt cho xong. Thà mất vàng, mất bạc, mất đồng, đừng có mất cảnh trong già tốt. Bần sĩ nói hẹn ngày mãi mốt gặp đạo đồng nào mấu chốt của Phật Dương.
cô tu đi, bần tỉ dẹp con đường cố nhân loại hạ phương giảng hài. Nhớ bần dẫn đừng nên có gãy, cuộc hành trình đừng bẻ gãy cung đàn. Dù bây giờ mình có hưởng cảnh giàu sang, cũng giả dối, cũng rối toàn trí óc. Thà ta khổ, cuộc du hành cực nhọc, nhưng đoạt được những đau rồi thì ta trách móc nữa mà chi. Về nghe bần nói lâm ly, cuộc đời sắp tới rồi cảnh lâm nguy gần kề. Bần đạo nói ở đây đó quá là nghiêm khắc chỉnh tề, để đưa ý nghĩ để về phương xa. Chính bần đây đâu cửa đâu nhà, sau này mở hồi lòng qua mất đi còn. Nếu nghe bần nói đó, phải giữ vẹn tấm lòng con ai ơi, đừng bỏ trăng tròn sắp lô. Ai người hướng đạo ráng tu, kỳ này ta dặn ráng công phu đúng giờ. Nước sắp đã tràn bờ như thác, đừng cầu xin Bồ Tát làm gì. Cuộc hành trình ta xuống cứu nguy cho kịp lúc, vậy thì tận diệt. Cơ sắp tới mà đời đâu biết, lĩnh tượng hoàng quý việc nay mai. Vậy đi tính ngộ đừng sai, ta đi dặn giải môn bài liêm minh. Phải cố gắng chứ cuộc hành trình tan dở hết, nếu muốn tu đừng sợ chết mới tu. Ngày thì lăn lóc, mặc dù đêm về thanh tịnh công phu gần kề. Tâm thanh tịnh là bồ đề rồi đó đạo. Thấy chưa, cuộc hành trình ta sẽ dạo cảnh niết bàn. Tu thật tình không được giả dối ngụy trang. Cảnh mạt pháp đang đổi thay thay đổi, lặp lại rồi nhiều cơ nông nổi. Anh đi Phật trời đang lĩnh ở gọi tha phương. Bận nghèo làm gián làm đường, để cho người dẫm tan thương biến dần. Nếu thương ta phải tay lần chuỗi hột, nếu thương ta phải đường cột đảo đồng. Nếu thương thầy rắn tránh bão mưa giông, nếu thương cậu rắn nhất một lòng hiền vĩ đại. Nếu thương ta phải hòa tôn giáo phái, đừng chấp làm gì đừng cãi không nên. Chịu buồn ta lại rí rơm, cố nguy đời mạc đời quên sau đời. Bần sĩ khổ tơi bời vất vả, thì nay mai đến núi rã trời long. Vậy mà đời không chịu lập phước bồi công, lo tính chuyện diễn giống ngoài lý đạo. Mưa sắp đến, cơn giông thúc bão, mình bị tử thần đang tra khảo tiêu tan. Đem hồn về chốn ngục hang, làm sao thì cứu được niết bàn an nhiên. Nếu thương ta sẽ bình quyền tu học, chịu có công cực nhọc ngày này, để về nơi chốn mi phương Tây. Gặp thầy gặp mẹ phúc mới giấy yên nhàn. Đừng có hẹn rảnh rang mới tình, làm cho ta thêm mang bệnh hồng trần. Sắp đây rồi bá tánh vạn dân, trùng trùng đến ngày gần rồi đó. Thấy quỷ ma kể từ mở cò ngõ, rồi thấy cuộc đời lại bỏ thánh thần. Chỉ tu niệm ngoài giả giả rân rân, còn tình cốt nhục đỏ trần bỏ hết. Giả bên ngoài quỳ la lại lết, còn ở bên trong chết liệm linh hồn. Phải tu làm sao đó cho được trường tồn, ngày qua hội như bồn chân kiện bao. Ta bần khổ giờ này ta giàu, biết cảnh thiên liên đã dòng bảo phạt trần. Biết rồi rồi cho nên mới đáp phụ báo ân, mới khuyên tất cả ngài gần mau tỉnh dậy.
phàm tâm tộc người đâu có thấy ta bần nghèo, ta lừng lẫy đông sông, dốt thân nát tướng hồng hồng, nhưng lòng trong sạch như cây đại đồng vô biên, gửi đồng đảo nơi miền xa lạ, khúc ngắn thơ quý giá giảng dài nghe rồi gìn đừng để giả lạc phai, sao gặp Phật rồi ngã dài la khóc hận. Ta cho biết nay mai đời cần ráng tu hành, ta tiếp đi dần nương theo người tu, đừng nghĩ giàu nghèo, dù cho lên núi xuống đèo gian nan buồn ai bần khổ cơ an, buồn ai từ núi hạ sang xuống trần, buồn ai rổ rổ đần đần, buồn ai ta phải tay lần chưa, buồn đời sao quá buồn điên, không nghe ta nói nơi miền giang sơn, vì ai còn giận còn hơn, còn mang mà tánh chất từng cơn chứ lòng pha, vì ai ta phải nhà lam, xuất thân mà hành đạo chưa lừng đàn, tất chia vì ai ta thức canh khuya, không yên mà tỉnh ý to rồi bên kia ta nhàn, vì ai đâu ở lãnh trang, lâm xuống hội đàn mà lẫn lấy Phật tin, vì ai mà ta lại vô miền, vì ai mà lãnh lĩnh cùng điện như vậy, vì thương bá thánh đi không đầy, sao cùng tận thế phút giây nát hồn, vì ai ta phải buông chân, vì sợ mấy tạo càng khôn đã rời, vì ai ta xuống cứu đời, không ở đánh thương mà tuyệt vời, thâm sâu xuống trần chịu khổ đôi câu, dài đẩy mai đó người âu nào thương. Ta đi rảo khắp phố phường, thử coi cái kẻ bất ngờ lương khốn cùng, ta đi dưng lệnh của thầy phùng, để rồi mà rảo bước chứ trùng phùng, hiền lương ra đi mà dài dạng chứ gió sương, tạo thành mà chánh pháp chứ khai đường, đừng cứu nguy chưa cứu rồi, đời rảo bước chân đi, thành vũ phương lộ chứ trong kỳ chưa gian cơ, vì ai ta phải đợi chờ, trong mái cơ đạo ngọn cờ gần ra chứ bây giờ, tận thế long qua chưa bần nghèo, mà chỉ rõ được thiết tha chứ bấy chày, vì ai, vì Phật, vì Thầy, vì ai mà ta xuống bụng lầy lắm chân, nhưng trời đâu có biết mang ơn, tá hình rồi tạo lại từng cơn giống mơ lành, vì ai ta lại tái sanh, xuống miền mà nương khổ chứ giật dành, rồi giống dân sợ rằng bỏ Phật chưa bỏ thần, rồi đi rồi mất kiếp chưa về lần mà ngục môn, cho nên ta cứu chưa xác hồn, đặng rồi mà tồn tại hưởng bồn chưa liên quan, vì ai ta chịu đã xa cũng vì trận thế quỷ ma đông đầy, vì ai ta giảng chứ cánh dày chân du rồi rảo bước chưa giờ này chưa biết bao, chưa gì ai không ở chưa non cao hạ trần mà kêu réo, chưa bồng bao gần xa chưa kêu hoài, gặp quỷ gặp ma gặp toàn là ác độc là tả chưa thất tình, vì ai trên bước đăng trình cũng gì mà xin chúng không gình không suy, chi ngày nãy chưa tận thế đến kỳ, cho nên ta phải vì cú nguy cho kịp đời.
tại sao người quá lạ lời, không gình chân đạo đôi lời ta thấy. Kêu trong rồi lại kêu ngoài, kêu mãi rồi kêu hoài, như thế chứ khùng đi. Tại sao bút mực ta biên lập thành mà nhất ký gợi miền chứ ta thưa, vì ai gió tạt mây mưa chịu cơn mà đỏ khổ chứ rồi đưa chín đò. Tại sao không vẹn là trò bớ này đồng đảo ráng dò rồi thế, chứ bây giờ ta ráng cứu nguy thì trò chứ ráng học chứ thời kỳ gần bên. Học phải khổ tuổi tên vô bản, học phải hành mới hạng thượng cao. Học thì đừng sắc đừng màu, sách đèn mà nói sử chứ dùng đảo. Bần sĩ khổ thài lại đôi tiếng, cái thiên đều tức hiện phiên dân. Thấy chưa người quả mê tân, tại sao phụ lại dòng ân với ngài. Ta rên rỉ ngày nay bi thuyết, cầm sổ kia ta viết cơ. Đây là bài bổn ta phố, lời này là chót người ráng ở vô qua trời. Vô cho được tuyệt vời cao cả, không tu hành sát trả hồn. Giang nguy tận thế mơ màng lòng quá gần, gần hỡi đau càng thương chưa. Ta dùng dãy mây mưa sương gió để trao thân khai ngõ cho đời, mà sao người mãi lá lời, không nhìn không hiểu đôi lời ta. Cùng thiếu biết nơi miền thế giả, biết lòng qua hối hả gần kề. Ai ngờ bút mực đang phê đức thầy giáo chủ xóm mơ kề chiều. Lòng qua hội đồng đào mẹ mở Phật thánh tiền, trở lại hiện tiền phóng hào quang xuống khắp miền, để thâu con Phật về truyền bảo châu. Lòng qua hội lo âu khắp cõi, bớ này thôi thế giới năm châu. Rộn ràng chi nữa nhà lầu, nghe lời bần nổi ngõ hầu cũng thiếu. Nếu thương ta quy điều nhất một quy mãi, làm sao đường cốt Phật tiên. Nay mai có một chiếc thuyền của là bà mẹ vua miền chờ con. Mau giữ tấm lòng son nhất trí, nay bần kêu đừng phí bần buồn. Câu này hơn triệu hơn muôn cuối rồi, bần tặng đừng cuồng đừng suy. Phải cố gắng tu đi mới kịp hội qua trời, có dịp nay mai. Muốn về cửa thánh Như Lai thì là bó hết trần ai cho rồi. Bần ngồi nổi xa thôi vô hạn, buổi quân tàn kết bạn kệ kinh. Thấy trong ba tánh cầu xin, bần về sao được đăng trình phải quy. Thôi cố gắng tu đi sạch sẽ, dọn trong lành mát mẻ vui thay. Đang chờ qua hội một ngày, gian nguy mà tận thế bài thay chưa khởi. Thì hôm nay đây đó bần, bần đạo là một người gì? Là một người tá sắc thân trần này cũng như quý vị, chứ đâu có gì khác lạ đâu. Nhưng phải khác, khác hơn 1000 dặm, quý vị cứ nghĩ coi. Không có giống như quý vị đâu, không có giống với tất cả ma chúng đâu. Đừng có buồn, bần sĩ không có đạo phá tất cả tôn giáo nào hết, chỉ một mà thôi. Tại vì có người
Bởi vì trên Đức Phật Ngài nói chúng sanh, thế sanh ra những điều gì đó, không có sanh về cực lạc quá, không có sanh về Phật tình. Cho nên vì lẽ đó, cho nên chúng sanh sanh ra tàn phá, tàn tật, sanh ra những chuyện tật xấu xí, sanh ra những dục vọng điên cuồng, hảo loạn trong thâm tâm của mình, mà sanh ra mọi điều khổ nhất là cái gì? Chúng sanh nghiệp. Phải sinh về đây cõi tịnh độ thì nhàn an lắm rồi. Xin kính thưa chư quý vị, trăm ngàn kiếp lại chư quý vị buổi trước. Nhưng bây giờ bần không có lại nữa. Bần chỉ xin Đức Quán Thế Âm Bồ Tát để cho tất cả quý vị một hồng ân cuối cùng này, coi chúng sanh có giác ngộ được hay không. Rồi bần cũng phải tiếp tục để hạ thế chịu đựng đi đưa đò rước quý vị đi trở lại quê hương, nơi nguồn cội của mình, nơi đất Phật. Thì sau đây quý vị sẽ nghe bần tỷ du dương trong một lời rất thâm sầu đau khổ. Đau khổ ấy để buồn cho chúng sanh không giác ngộ. Thì bây giờ tất cả quý vị ở đâu cũng vậy hết, thì cố gắng thu xếp hành trang đi trở về nguồn cội. Đừng có quên nguồn cội là đúng rồi. Hôm nay chúng ta đã tu vào lý, chúng ta phải biết rằng thiệt và giả, tốt và xấu. Chúng ta phải hiểu đạt được vô hình, chúng ta phải biết được ngày mai bộ máy chuyên cơ này sẽ quy chuyển đi đến đâu. Và ta sẽ biết võ trụ càng khôn này sẽ thay đổi ngày nào và chưa, có hay chưa, và sẽ như cách nào. Và quý báu chăng cái võ trụ mới này có gần võ trụ cũ hay chưa, ta phải biết chứ. Vì quý vị là một hành tinh mà không đi thế giới con người quý vị, thì quý vị làm sao đạt được chân như biết pháp. Cho nên tất cả ai cũng mong đạt pháp Phật, muốn thành Phật mà không làm Phật. Ngày hôm nay bần tỷ điên cuồng này mong tất cả chúng sanh nếu biết đạo, giữ đạo, hành đạo, đắc đạo, thành đạo, chứ không phải giữ đạo rồi ôm cái đạo giữ hoài, thấy không? Phải hành nè, thấy không? Rồi mới đắc đạo. Đắc đạo là ngày sau chúng ta sống được cầu long qua, giá mắc vô cùng. Người tu xuống đây là gian tiền muốn lượng, không thể đổi được đâu. Chứ quý vị đạo tâm của băng tín đồ giáo hội Phật giáo mộ, xin trăm ngàn lại chư quý vị, quý vị tha thứ cho bần khùng này nói chuyện tầm lao. Nhưng mà tầm lao đây để tầm chân lý của Đức Ngài diệu dụng đôi lời để kính khuyên chư quý vị đạo tâm để thức tỉnh, để trở lại cội nguồn của mình, vũ sinh thị tu Phật. Thì tại sao chia ra nhiều phái? Chỉ một mà thôi. Vì chúng sanh thèm khát ưa thích, thì Đức Ngài phải uyển chuyển, và Đức Phật Ngài phải uyển chuyển cho quý vị muốn chọn con đường nào cũng về mục đích của mình thôi. Chứ nếu mình không còn tham vọng, tham muốn cầu có, thì Phật Ngài chỉ có một mà thôi, này chỉ nhiều nẻo, nhiều đường gần và xa, vòng và tắt đó. Cũng như nhiều món ăn cho tất cả chư quý vị, thấy không? Muốn ăn món nào cũng được hết. Xin kính thưa chư quý vị, hôm nay là nhân dịp này, bần sĩ khổ khùng điên này muốn làm sao tất cả. Bần là một người huynh trưởng đó, hướng dẫn đoàn em đi trở về. Nhưng mà đoàn em từ hồi nào giờ công đức cũng có, cúng dân cũng có, tất cả đều có hết trơn. Nhưng mà Đức Phật Ngài chờ đợi, và Đức Thầy, các đấng đang chờ đợi quý vị dân cúng một món ăn tinh thần tuyệt báo mà Ngài trong bao nhiêu trăm ngàn kiếp quý vị không có dân cúng. Toàn là dân cúng vật thực phàm không à. Quý vị thấy có quan trọng chưa? Chúng ta cúng dâng hiến tất cả tấm thành tình, linh hồn, tư tưởng. Thì quý vị thấy cao cả chưa? Bần sĩ nói đây không đạo phá tất cả các ngôi chùa. Ngôi chùa là gì? Để đó là một cái chỗ tập trung huấn luyện đào tạo sinh viên. Có nghĩa là cũng như đào tạo sinh viên cho nhà nước đó. Không? Trong xã hội chúng ta hôm nay. Là vì tất cả nhà sư cùng là bần sĩ đây nhín nhúc thì giờ cải lệnh thiên điều để đào tạo quý vị để trở về Phật Pháp. Có nghĩa là trong cơ quan của Phật cũng như cơ quan bộ máy chính quyền của đời vậy thôi, chứ không có gì lạ hết. Nhưng mà đào tạo không được rồi thì nghỉ bãi trường không dạy nữa. Vì giải quay mà đó nó cuồng ngông ngu muội quá rồi, sờ sệt không tiến trường, không biết lớp học của mình hiện diện giờ này lớp mấy, lớp 1, 2, 3, 4, phải không? Như bây giờ đó, nhà nước đang thu lớp 12 cử nhân tiến sĩ, mà mình còn lớp 4, lớp 5 thì ngay sai làm gì được. Cho nên quý vị thấy chưa, còn bộ máy siêu thoát của tất cả quý vị muốn đồng tu giác ngộ trở về Phật, kiểm điểm là mình coi tự cao cả có hay chưa, trong sạch chưa, được lành tánh chưa,
khi là mình còn lạc quan, thần thức của mình chưa tỉnh ngộ, chưa hoàn phục lại được, rồi mình đòi về Phật, về xuống được đấy. Kiểm điểm lại tất cả đi chung với vị đạo tâm. Nếu ta còn sơ sót điều gì ta sẽ lấy lại. Nếu mất mát bỏ quên ở đâu, đi tìm kiếm nơi đó để đem về cho mình trọn vẹn với Đức Ngài, để thành chánh giác và chánh quả. Đó, hôm nay vậy. Thì bần tỷ muốn làm sao tự cứu nguy, đó là một con đường giản tiện nhất để đưa quý vị trực giảng Tây Phương. Nếu tất cả các vị giác ngộ được thì cũng là một tầm cỡ rất cao siêu rồi. Nhưng quý vị có nghĩ rằng quý vị đã mê chơi chưa? Mê muội chưa? Say sưa trong giấc mộng điệp nồng, say này giật mình trở lại thì hỏi ôi đời đã tan nát hết rồi, thấy chưa? Quý vị có giữ được những gì không? Nhà cửa cũng không giữ được nè, con cái tất cả vợ đẹp con thương, thấy không? Chính ông bà cha mẹ của chúng ta là quý trọng nhất, cũng phải chịu sanh ly tử biệt kia. Thì mình thân xác này đâu, quý vị không tu đâu có biết được. Phải tu rồi mới hiểu được. Mà hiểu được rồi thì quý vị đã tê liệt hết tạc. Tới toàn người của quý vị rồi, trời người của quý vị có nè, thấy không? Quý vị đi cầu trời ở đâu? Một ngôi cao thượng, chúng ta chiêm ngưỡng đó được. Trong biển này cũng không bằng lòng của quý vị. Lòng của quý vị sâu vô tận, mà dài dặn cũng không biết dạng giường báo, mà cũng không biết rộng giường báo, mà nó có hẹp, nó nhỏ hẹp, nó tắc quanh, nó nhiều phương hướng, đó là lòng của mình đó quý vị. Còn tinh thần của quý vị là núi, là một đỉnh núi cao xa nhất, đó là Thượng Đế. Nếu ta làm việc đúng mức độ tối cao tối thượng, phàm tâm làm không được mà ta làm được, ta là một việc cao cả hơn đỉnh núi Thất Sơn, đó là bậc Thượng Đế Thượng Phụ rồi. Quý vị có thấy được hay không? Còn ta thương tất cả mọi người, nhân dân anh chị em của ta, ta thương nhân loại, ta xớt chia ngọt bùi, đó là ta biểu hiện lòng mẹ thương con. Quý vị có hiểu chưa? Mê muội mẹ mẹ cha cha mà không xứng đáng làm một người mẹ người cha. Ta không xưng mẹ cha mà ta đã mang những gì của bà mẹ ta. Ta sẽ nói truyền y như vậy. Cùng ta sẽ không tôn thờ Thượng Đế bên ngoài, mà ta sẽ thờ nó tột đỉnh trời người ta để đoạt thành chánh quả. Cho nên hôm nay đó, nếu mà bần sĩ diễn hết tất cả những việc này thì quý vị đem xe mà chở cũng không hết. Tạm ngắn kích đoạn một đôi câu để gửi tất cả các bạn đường anh chị em, cùng đồng đạo, cùng là chúng sanh. Nếu có mê, ráng ngộ đi đừng về Phật. Nếu mới tỉnh dậy, ráng kiếp kiếp để trễ rồi. Đó là lời của bần sĩ nói như vậy. Tiết mục thêm ở đây là chúng ta đã có tội hay không tội? Phải có tội, nhiều đời kiếp lắm, vô đẳng kiếp lắm. Nhưng trong kiếp này là một đại ân xá, trong một nguồn tàng này bần sĩ biết là một cuộc đại ân xá rất lớn. Mà đại ân xá này thì quý vị cũng phải có tiền, tiền căn của Phật ngày trước. Chứ nếu mà đại ân xá kỳ này cũng như tất cả khám trại giam được thả tự do cho những người tội phạm, nhưng yêu cầu phải có tiền, có tiền để ân huệ nước nôi trà lá cho người ta, ta mới thả đúng dịp đúng giờ. Còn quý vị không có tiền thì giam lại đó một thời gian nữa, vì ta không đòi, nhưng mình cũng phải có bù lao. Còn bây giờ ngày đại ân xá của Phật, thần tiên cũng đòi tiền quý vị đó, nhưng tiền căn quý vị không có, về không được, thấy không? Thả là thả những người biết tu hành, thấy không? Những người có tiền xưa tích cũ, những có căn cơ của Phật pháp, chứ đâu có thả những cái bậc mà ngỗ nghịch kinh ngang. Đại ân xá đây là đại ân xá cho những người giác ngộ tu hành sớm về Phật pháp, chứ không có đại ân xá những kẻ giả mang côn đồ để làm một chuyện phối phách mà cãi trời, còn phá vỡ bộ máy thiên liêng thì không có thay được đâu. Cho nên chưa, quý vị đừng có buồn. Sao bữa nay lại bần sĩ lại nói chuyện như thế đó? Nếu mà bần đạo không có nói gì thì làm sao khai ngộ được chúng sanh, mà nói ra cũng đau lòng khổ lị lắm. Nhưng biết làm sao trong giờ này cho kịp ngày sắp đến. Kính thưa chư quý vị, đừng có buồn. Ngày xưa bần nói là bần phải lại rồi, nhưng bây giờ không lại nữa, mà phải lại mình. Bần sĩ phải lại bần sĩ chứ nhiều. Bần sĩ không có lại Phật đâu. Vì ta là Phật rồi, ta thay hồi sơ của Phật, ta sẽ nắm gọn trong tay này rồi. Ngài đã giao phó trách nhiệm cho ta. Cũng như hiện bây giờ bần sĩ xin kính mong tất cả toàn ba gia ba tánh, cô bác, đồng đạo, anh chị em, bần sĩ kính dâng là Phật không đó, mà làm được hay không là quyền của quý vị. Chứ hiện giờ chúng ta không nên
không nên đọa phá, không nên trách bới, không nên tài xế, không nên mạ lị. Vì Phật đã lâm phàm rồi, ta làm sao biết được ai là Phật, ai là tiên, ai là thánh, ai là thần, ai là thầy, ai là tổ ta. Bây giờ ma dương đều mượn áo Phật hết rồi đó. Khối trụ của ma, quý vị có tầm mắt nào nhìn cũng không nổi đâu. Chỉ có giác quan thứ sáu, và có con mắt thứ ba của quý vị, là con mắt tư tưởng của quý vị, linh hồn quý vị mới thấy được ma. Ai cũng xưng ta là Phật, là tiên, là thần thánh, là thượng đế, là mẫu hoàng. Nhưng mà thượng đế phải làm sao ta thấy được hồ sơ và lịch sử của thượng đế mới được chứ. Ủa, Phật cũng vậy chứ, thấy không? Cái này không có đâu. Đây là bần khùng sẽ nói chuyện là thiên ban dạng tướng cho quý vị hiểu thêm một phần nào đó, để đừng có chỉnh mãn nữa, đừng có mê lầm nữa chứ quý vị. Đối với quý vị kiếm ta đâu có chùa. Bần sĩ lang thang chốn núi rừng, ngày tháng quanh năm đi chịu nhiều sương bão tuyết. Bần sĩ đến đâu để viết lại dần thơ, tặng đạo đồng cho đến kịp giờ. Đừng ngoảnh mặt trơ trơ quý đầu, nếu thương ta tránh mưa giông bão, ta là người giữ đảo nghèo nàn. Xôm với chiều chưa được rảnh rang, chân du mãi tình tan tích tịch. Thơ thi bút ta nay phụ dịch, gửi trò nghèo một ít xem coi. Nếu thương ta thương giống thương nòi, về sự ký xăm soi rồi biết. Đức thượng phụ nay mai tiêu diệt sự cứu nguy, ta nay niết hồng trần. Vượt bên bờ nhưng chúng lại phụ ân, ta mãi mãi gần người người không rõ. Đâu có phải mượn kinh nhớ mò, xóm dưới chiều hiểu rõ được thành. Bần sĩ nghèo đâu lợi đâu danh, đang trực tiếp nam thành báo ứng. Khuyên đồng đạo ráng tu cho xứng, hỏi quá trời mình đứng dựng bên. Tai phải nghe bần khổ rỉ rên, chân phải bước để về nền Phật đạo. Bần sĩ khổ ai trá ai khẩu, mà phải khai cho người đạo liền liền. Thầy giảng cơ đạo sĩ lạy biên, trúc tâm sự bốn miền thức học. Học phải hiểu cánh dài trằn trọc, để vào thi giữ thính kỳ này. Biết đời tàn sau đồng đạo không hay, chưa quý vị bùn lầy còn dầm bương. Bụi cắt trần nái mái mình đã vướng, tạo dần thơ có sung sướng gì đâu. Để xin ơn trên cứu vớt thảm sầu, gỡ tội lỗi thâm sâu độc nhân. Chung sanh ơi thời kỳ còn lũ lẫn, tại không lo tinh tấn đựng về. Xóm với chiều hướng thuyền hồi quê, để bà mẹ cần kề còn chờ đợi. Nay quý vị ở xa miền diệu dở, mấy dần thơ ta gửi tặng ban. Cảnh quân ba biến đổi rõ ràng, đây quân hạ sắp tàn còn gì nữa. Ta phải trỗi giọng cho những người mở cửa, cho kẻ u mê đi mưa tựa thức đi. Để trở lại cội nguồn Đức Phật vô vi, đạt bí pháp trong nhu kỳ bất khuất. Mau tỉnh ngộ tu đi lập tức, bỏ vàng son kiểu ức đừng màng. Trở lại rồi thì được ca liễu sự sanh, tỉnh giấc mộng mới biết đạo tràng cao cả. Còn mê ngủ thì chỉ thấy rác rơm cặn bã, mà tỉnh lại rồi thì quý giá vàng vườn nào. Kệ với kinh sớm tối ta trao lời tuyệt vẽ, nhưng đồng bào đâu có rõ. Ta đâu có chùa ám hay chuông giới mọ, hằng ngày kia làm bạn với cây cỏ được ai. Sớm tối về khoanh núp chốn lạnh chán, ngài thực hiện luận bàn chân giáo lý. Buồn chúng sanh tại sao còn ích kỷ, đem tấm thân phung phí cả linh hồn. Nay mai đây đó, ba tiếng sấm đi trở lại thành thú chồn, còn gì nữa xác hồn trật gian.
thơ đề đẩy trong quân ba, gửi cùng đồng các bang, kêu các em biện già lấy hình, mau trở về cảnh Phật quá đẹp xinh, hưởng sung sướng phỉ tình muôn ức kiếp. Nghe ta nói răng tu vô kịp, ta là một kẻ bần hàng, có dịp xuống bài khai hội long hoa đã sắp sửa gần ngày, ai cũng muốn muốn hoài sao không thấy. Khuyên tất cả quý đạo đồng, đừng lừng lẫy ráng tu đi rồi xa bẫy gây chung, việc tâm phàm mới đi đến thế giới đại đồng, việc tánh nết để thanh trong quyền diệu, khổ cách mấy tháng buồn cứ cam chịu, thẳng đường đi lĩnh chiếu của trời ra. Nếu đạo đồng nào nói theo Phật Tổ Đại Thích Ca, phải lìa bỏ cung xa điện ngọc, nói hoài nói mãi Phật trong trần trọc, nói không thành thì cực nhọc đó nào đâu. Nếu ta nói rồi ta phải thức dậy canh thâu, ngồi thuyền định đi ngõ hầu hiểu biết, bài bổn nọ trong giờ này tái ta viết, tặng năm châu bốn bề được bình an, nói nay mai đã lố bóng đảo tràng. Đạo là một tiền của một kho tàng bảo vật, nếu ai hiểu đạo ráng đem về giấu cất, cảnh ma dương nó biến đến giật dành, hiểu đạo rồi thì ráng sống coi Phật tái sanh, coi nước Việt Nam thành phục quốc. Ta bỏ hết đi vàng muốn cảnh vật, để gặp Chúa Giáng Lâm, gặp các bậc thánh hiền, bút sử này tay bần viết, bút bần nghiêng, tỏ lại để cho khắp miền đều lưu niệm. Nếu biết được, đừng đến ta đừng cố kiếm, để ta an rảnh chốn núi rừng đây kính liệm thiên thai, để ta mặc kệ ngày mai dặm sương các nghi bụi hằng ngày an trang, để mặc ta lựng bàn sương gió, để mặc ta ngồi ngó cảnh thiên liêng, để ta chớ nghi vào du miền, trò nghèo tu tịnh bình yên ta mừng. Đừng có nhắc nhở đến ta làm chi, ta đã ẩn dạng chốn núi rừng, từ bi khuyến thuyện tâm đừng xuyên sao, để ta nơi đó muôn đào chốn vùi một kiếp đi ngạc ngào nghìn thu. Rừng xưa ta ẩn ta tu cũng như thầy dạy, mặc dù là không chừng đánh việc thì rừng tòng ta mới tựa, nhưng hiện giờ này chán chứa dòng châu, gửi thơ khắp cả đâu đâu, bộn bài đang nhớ rồi từng câu đừng rời, nói rằng cuộc tận thế chính ta cứu đời nguồn hạ đó. Tại sao người lấy bỏ không tin, tin đi rồi gặp vị Phật của mình, tin lời ta dặn để buộc cuộc đăng trình vào thi, kể rồi tin đại mau đi, tin ta rồi lại đem tình Phật tiên, tin ta đi đừng tin tiền tin của, tin ta rồi bùng tủa phúc hào, tin mau đi bá tánh đồng bào đặng an lạc, đừng xôn xao trần trượt nữa, tin ta đi để thiền lòng đông cửa, bỏ nữ phàm đi ta giữa Tây Phương, tin đi các bậc đạo tràng, tin lời bằng khổ cơ hàng bút khai, tin ta đi rồi ngày mai sẽ rõ, đạo đã hiểu rồi ta khai ngõ chỉ đường, ta giả thân đi khắp phố khắp phường, sáng trai gái chiều du dương già ca. Quý vị đừng hỏi danh đừng hỏi giá, đừng hỏi ta ở nơi nào là cao cả hay sao, khi thì ở chốn rừng cao, khi ta giả dạng buông đào đông sông, khi ta ở Tây ta lại về đóng, đặng mà phân lượng để lập công cho trần. Khi ta đi chân bước rảo dần,
thành đô hoa lệ, ta lần lần thử coi thử xem, để lượng giống mưa nồi, toàn là ức triệu vàng thôi kia kìa. Thử dân cho biết một phút rồi ta sẽ về, thấy trong nhân loại rẻ chia mất rồi, làm sao trở lại mà coi điện đài Phật hiện tiếng đi còi long hoa. Tiếng còi ấy không xa nha quý vị. Nếu thương ta rắn mày trí khai minh, thương ta phải đặt lòng tin để rồi trên đi bước đăng trình vào thế. Thương ta đừng ngại những gì, thương bằng rắn khổ rì rãng đi tu hành, tu cho đáng, cho nên danh nên phận, tu làm sao tinh tấn nhiệm màu, đừng để tà ma quỷ dẫn thâu. Tu phải hiểu nơi đỉnh đầu cao thượng đà, nghe bần sĩ dòng thơ ca hát để ru hồn, dơ tiếng nhạc trời gió. Về đi ta lấy con đò, sông buồn còn lẫn dẫn rau to dặn dài, rau mãi mãi rau hoài không ai đi tới, lên chiếc thuyền sang thế giới Như Lai, thuyền kia ta đậu nhiều ngày, sóng trần đăng búa rồi tiền quay mấy hồi, tỉnh đi tất cả chúng sanh ơi, chịu quả đắng nhồi, để trở về yên tĩnh ở đỉnh đồi Bảo Châu. Giờ này ta ở nơi đâu, ở trong vỏ trụ địa cầu hơn ba, ta đây đâu có cửa lại đâu có nhà, có tạo là một danh trại thiết tha nặng hoàng đệ rồi giáo đạo thi dân, gửi cùng các bản thường hằng thao phương. Ta ẩn dạng để du dương tiếng nhạc, biến dần thơ đi đổ cá học trò, ẩn dạng rồi để xử lý ta lo chiêu, tập luyện để thành trò Phật quốc. Ẩn dạng đó đâu tài đâu vật, để cho người và các bậc thuần phong. Hôm nay các bậc đạo đồng về đây ta gửi đôi dòng lâm ly chưa về, rồi mang nó đi đi, nói rằng ta đã cứu nguy cận kề, cứu bằng giảng khuyên bằng ánh đuốc bồ đề, cứu bằng pháp Phật chỉnh tề uy nghiêm, cứu ngày rồi lại cứu đêm, lúc nào ta cũng bên thềm chờ mong, chờ hoài chờ mãi diễn vong, chờ thôi thế giới đây đồng gần ra, chờ thôi quy tụ về nhà. Về nhà mà Phật quốc chưa về nhà, chưa lạc bang chứ ta chờ, bà tánh rõ ràng chờ thôi mà đến thế hoa tàn, chưa còn đâu chứ ta chờ, chưa trăng thế chưa định đầu, thuyền không mà ta lấy chưa ngọ hầu rồi cũng tâm, chờ xin ba tánh hỏi càng, nào đâu có chờ của chờ vàng, phạm phu chứ cha chờ các bậc hiền tu, được về mà ngồi Phật vì ngạo du như thánh đường. Ta chờ đợi trong phương ngàn nẻo, ta chờ người người hiểu chứ hay chưa, đón chờ gặp bão mây mưa, dòng kia mà chưa dứt ta còn đưa chiến đòn, chờ người mãi âu lo cho kịp, kéo gian nguy mất kiếp tiêu tàn, ta chờ đến đổi cơ hàng, mà ai chứ đâu hiểu chưa hình tàn rồi của ta. Muốn bỏ hết không thiết tha tha thiết, mà muốn quỷ đi thể xác hồng trần đặng hồn về cõi các linh, nhưng còn thương hại chưa hồng trần quá ngu, đâu có phải ta tu một kiếp vô lượng đời mà ức kiếp vô biên,
ngày nay nói lại thiên liên, ngày nay mà ta mới chưa tùng quyền xuống ở đây, mong ba tánh sửa xây cho kịp, mà hồi qua đời có dịp gần khai. Nếu không tiêu diệt nhân loại từ đây mà chuyên biến nặng tay liền liền, đặng kết thúc vào miền sơn già, đặng kết đời đất rã trời long, kỳ bá tam giáo công đồng, gần ngày xử tội chưa đừng trong bớ đời. Nghe như vậy tới bời tất cả trận cùng sông núi rã tan tành, biển kia còn cản tranh giành, làm chi mà bởi chúng không làm lành đằng sau nương. Cơn mà đại khổ chúng đường một lối, ta khuyên hoài bất thối lưỡng nan, làm sao đọt ánh đạo vàng, đặng về mà cõi Phật chưa hưởng tràn báu châu. Ta nói rõ người đâu có rõ, mà tưởng là ta gõ mõ tụng kinh bây giờ, siêu việt cho lòng mình bây giờ trên bước đăng trình quần khai. Chưa rảnh việc miệt mài chưa được, mà hết trượt trần nước ngược thiền bơi, lòng qua thánh đức vẹn ngời, ta ngồi tinh tụng chứ coi đời an vui. Giờ chưa rảnh bùi ngùi đau xót, thấy quan dân thức trót canh tàn, kẻ kêu người réo Phật càng kêu hoài, mà kêu mãi cho hình tàn ra cho. Kêu thì Phật ban cho tài phép, mình không ghi không chép, nào thành mình còn mê lợi mê danh thì là tan rã. Đành tranh chứ làm gì, nếu học Phật từ bi giác ngộ thì ta đây nguyện cố tu hành. Tu rồi không lợi không danh không lãnh không dành, không lợi không qua chỉ là phúc kiếp của ta. Ta đền cho tội lỗi thiết tha thận cầu, tu hiểu lý thâm sâu quyền diệu, dù cực thân cam chịu không phiền. Kiếp này ta quá có duyên, được ngài ân xá phổ truyền mười phương, cậu đem pháp quần dương khắp tí cả. Lời của ta hối hả chưa trực thành, đây là bần sĩ đạo lành não nương, mà Nam Việt ngọn ngành bổ sơn. Nếu ai hiểu mang ơn biết mấy, thì phải tu đặng thấy đức ngài ở trong cảnh giới Như Lai, không còn ở chốn trong ngoài tìm chi. Ra đi rồi sẽ thì mới rõ, ta nói đây khai ngõ chỉ đàn, nếu vị nào biết được thì mang kinh lực vàng của vàng ta tặng. Về xứ lạ nói rằng ta nhắn các đạo đồng cố gắng hành theo, chữ gian nguy sang cả giàu nghèo cũng phải mất, không đeo mang được kính, mong hết rằng tìm việc phước theo chân thầy nước ngược rắn bơi. Cảnh địa danh danh lợi lá lơi, bỏ tất cả đặng thời tu niệm, mất sắc thân linh hồn khó kiếm, con tiền bác kia không hiếm gì đâu. Ta gỡ thơ cao ngút đỉnh đầu, phiên đồng đảo đôi câu lù lót, nghe cho rõ rồi thôi đau xót. Tranh nghèo dịu ngọt nai phiên, về tụ đi đắng dị đắng kiên, chớ lập hội không hiền khai mạc, phải tạo thanh biến thành sa mạc. Cuộc phong ba đài các gặp ghinh, muốn tu hành thấy chúa sức chính, hiện tại thế nguyên hình nguyên dạng, thì gỡ thơ đồng thôi các bạn.
phút sau cùng. Ráng hỡi tìm đi, cảnh gian này ta xuống cứu nguy. Luận bài giảng hơn tiền hơn của, trí huệ tánh về đi mày vua. Ta nói rồi tài của ta cho, nói ra đây lấp biển táo quý gò. Dựng đại đảo là đò rước chúng, nếu thương ta đừng nên dân cũng ráng làm sao đi đúng ta mừng. Đừng hỏi gì danh ni lợi, đừng đừng ta đang ẩn tại rừng bí thiết. Gửi thơ đạo đêm nay nồng nhiệt, mà gửi cho đời cô biết thì lo. Chốn sông giang ta mấy đứa đò, gình cho khéo bớ trò bước xuống. Danh dữ lợi mình còn ham muốn, rồi cảnh thương yêu chiều chuộng gần kề. Làm sao ta nương cửa bồ đề, về giới Phật còn mê còn mệt. Chắc là ta quân tàn phải chết, tỉnh đi đời mê mệt an nhiên. Nghe đạo khùng kính bút lại khuyên, ta nữ thế chính chuyên khuyến đạo. Đừng có hỏi hiền hay xốc xáo, ráng tu đi rồi chân vào nón tầng. Nếu tịnh rồi đừng có phụ ân, sau gặp đạo phú bần rồi rõ. Kinh dơ dạng hay chuông dứa mỏ, cũng là đường là ngõ chứ gì. Tạm cất rồi thu xếp mau đi, tiếp với cậu của nguy tại thế. Tại sao người không mơ còn diệu kế, kỳ này rồi bỏ phế được đâu. Ràng tiếp tay để có ứng hầu, lòng qua hội trời thâu lấy lại. Sổ với bộ không nên nguy hại, mà lực thiên điều biến hại tan điền. Nếu trò nghèo tu tỉnh hoàn nguyên, thì về tới bến bờ của Phật. Đắc đạo quả đâu phải tiền muôn của vật, mà đắc chỉ đạo trời siêu bậc thiên ban. Đắc đạo thầy kinh kể là vàng, phước dư báo lấp hang đại khổ. Ráng nghe ta rồi về tu bổ, ta đưa về nơi chỗ thứ lai. Tỉnh hay chưa có các đấng các ngài, đang trực tiếp bổn bài giáo huấn. Mình lo tu làm sao cho đứng hội qua trời mới xứng tuổi tên. Ngọc ta cầm ta lại bỏ quên, trí ta có mà mờ lu quá uổng. Đất Như Lai cũng như miếng ruộng, ta không gieo không cấy không trồng, rồi ngày sau hưởng cánh nấu nồng. Đừng trách Phật không trồng không giúp, màn giông bão ta nay ẩn núp. Sợ quy ma cướp mất của thầy, làm sao về qua hội khúc giấy. Giữ tài báo thay gầy đau ôm, vậy mà đời chưa có gốm. Dòng suối trần lôi cuốn trôi đi, ra bài này là hỡi cứu nguy. Cuộc tận thế trong kỳ biến duyên, mau lập tức tu đi thể thiện. Đừng miệng này cầu nguyện lem nhem, Phật thánh tiên ngài chẳng có thèm. Thân phàm trước đừng đem ra đó, trí huệ khai thì ngài mơ ngó. Lòng tự thiền đừng bỏ chúng sanh, tư tưởng ta là ánh đạo lành. Giữ căn bản là Phật tái sanh thâm nhập, của cái đó sao người không gặp. Mê sĩ chê gió tóc mưa gào, cả tiên kiều ba tánh đồng bào. Mau giác thi mộ bồn đào thanh tịnh, ta không báo người kính tay sâu kính. Hai là giờ lãnh lĩnh làm chi, mong biết ta ta sẽ cứu nguy. Dẫn dắt đạo trong kỳ khắc biến, thầy xuống bút cơ trời cầu nguyện. Vớ đạo đồng hãnh diện ngồi tu, ngày làm ăn sớm tối cần cù.
đêm thức dậy công phu đúng bụi, cảnh cực khổ ta nên dung rủi để cứu người trong buổi gian cơ. Còn hơn ta tược tưởng ảnh tôn thờ đó mà trơ trơ bỏ mất. Giữ nguyên tánh là ta cắt bậc, mà giữ lòng thành là bảo vật trân châu. Người hiểu chưa trăng xế đỉnh đầu, đạo giác ngộ đạo hầu khai ngộ chúng. Ráng mà nghe đừng nên quá dùng, xúm lại nhau ca tụng làm gì cuộc hành trình. Khỏi lửa phương phi nòi giống mất ta gì sống được. Theo Phật pháp thiền trời nước ký ngược, theo chân thầy phải vượt qua sông. Cứu nhân quần để gầy dựng đảo đồng, nói thầy tổ giống dòng hướng đạt. Mưa sắp đến bão giông chắc tạc, lột mái nhà thân thể cho rồi. Dẹp dọn đi đừng bẩn đừng tồi, nết đức tánh dung bồi trở lại. Vượt trùng dương giờ này biển hải ta gỡ thơ đạo phái siêu tầm. Ráng tu đi chớ chẳng có lầm, tại ta biết ta cầm sạch sổ. Biết thanh chúng còn thanh thịnh nộ, còn tỷ hiềm còn khổ chớ gì. Chấp nữ nam phân biệt làm chi, đọt giáo lý ôi thầy rõ biết. Thôi ta nói giờ này đoán tuyệt giả từ trần. Biết cơ duyên thiên cơ khai lỗ rồi lắng lắng như tờ miền sơn giả. Ta thời tịnh nghĩ mong đồng đảo nơi nào đừng phí mà đáng ngồi lo thế kỷ muôn tàn. Không kịp đâu mau sửa mau sang, cảnh biến đổi hình tàn sơ xác. Gần biển thiên Phật Bà Bồ Tát chơn dẫm chơn quá độ tầm thân. Cứu nhân quần bằng pháp phi bằng kinh, cứu nhân loại bằng tình di diệu. Không có biết phàm đâu có hiểu, ta cải đờn đúng điệu đã rồi. Đâu phải tiên Phật thánh trên đi đồi, hai tạo lập rồi ngồi hưởng dụng. Cốt sắc tướng ta đây ca tụng, nhưng làm sao cho đúng ý cơ màu. Tưởng ở ngoài ta lại đâu đâu, đem vào lý chôn sâu tư tưởng. Lịch sử trước ta tôn cốt tượng, để học đi theo lịch sử của Ngài. Danh dự kia tanh chất đừng phai, Đức Phật xưa quá độ trong Ngài. Này nói dấu đừng phai một nét, Đức Phật khi xưa mây mù Ngài dẹp. Ở ngôi vua sung sướng vô cùng, vào rừng tàn xương tiết hòa chung. Mong đắc quả lại cùng cụ thế, bỏ ngay vàng bỏ vua bỏ ghế, để vào rừng Bồ Tế mười phương. Ngồi tịnh tu khổ khắc đoạn trường, gian dữ khổ tìm phương cứu cảnh. Nay kính thưa đạo đồng ba tánh, nếu theo Ngài phải biên cánh ta gian. Đừng vui cười đừng rốn đừng ràng, đừng tiền của mướt sang Phật thích. Câu ngôn luận giờ này ta dịch, mà đạo cùng điên biết ít nói cho. Nói rồi đây ba tánh ráng nghi lo, mau dẫm bước lên đò đáy đạo. Ta xuống đây chịu mưa chịu bão, hòa tứ ân nghi hòa giáo hòa đời. Một cội nguồn đâu có ngầu chơi, đâu có miệt có kinh khi bỏ. Tất cả chúng phải nghe cho rõ, kể từ đây sự có như sao. Giả từ trò ta lại muôn đào, rừng thanh tịnh công cao quá biết. Đoạn thứ ba kỳ này sắp tuyệt, bài của nguy tận thế rõ ràng. Cú nhân quần bỏ chốn đi vào sang, để bước đến đi đạo càng được rỡ. Cú nhân loại thế gian thiếu nợ, đặng đem về
bán xá như đây, cũ canh kia cũ lại bán này, giảng kêu mãi kêu hoài không thức. Kỳ thứ ba ta đây chung lực, phiên kỳ này nổ nứt kỳ rồi về, nếu chúng sanh còn bỏ còn bê đừng trách Phật. Nặng nề kêu đéo ai đại trí ráng tu cho khéo cho đời, tàn rồi mỏng mẻo vô cùng. Nếu nghe ta như nghe hỡi đau khùng, ta hiệp lại chung cùng sơn ở bộ. Nếu nghe ta sau này phúc mơ tụ, nay mai nay quỷ hú đầy đường. Phạt trăng đời lấp lái thần dương, đem ba tánh thê lương chôn nhốt. Lựa những ai con trời đường cột, được đem về mấu chốt Phật tiên. Thanh rọc rồi ngài đã biến thiên, biến nghi thú dữ về miền rừng nổi. Cánh biến thiên trò đâu chịu nổi, mà ta biết rồi ta trỗi lời gian. Hỏi đây đi tất cả Phật ni tràng, có nghe rõ thì tan danh Phật. Hôm nay tất cả bần sĩ đã nói nhiều về trong đoạn cứu nguy tận thế. Bần sĩ vô danh, không có danh dự gì đâu, không có muốn gian danh đi khắp cả trời Nam đâu. Nhưng vì Đức Ngài đã diệu dụng biến thế, thì bần sĩ phải cam chịu thôi. Vậy kinh cứ mong tất cả chư quý vị đạo tâm cũng băng tín đồ Phật giáo tha thứ. Vì chúng ta đã tưởng Phật thờ thì đúng rồi, tưởng tượng. Mình có tư tưởng phải có hình tượng Phật, nhưng mà tưởng rồi mình bỏ dục mất hết, chứ mình không có tượng lại lòng mình. Nếu ta là một pho tượng, pho tượng kia là đá, mà ta thành Phật hiện vị lai tại thế này thì quý vị nghĩ sao? Chứ không phải bần sĩ nói là bần sĩ không có cho quý vị thờ phượng. Nếu không thì cái cảnh chùa, cái cảnh tam bảo đi làm gì, tịnh xá để làm gì đó. Thì quý vị cứ nhớ rằng khi chúng ta tu vừa hữu hình vừa vô hình, còn cái này quý vị tu hữu hình không à, mê hoặc không à, đó là quý vị làm sao thành đạt được. Cho nên hôm nay đó, bần sĩ đốn tất cả để trải gai gốc cho quý vị đó, để đem quý vị trở lại trực thành đài danh Phật Pháp. Quý vị có hiểu được chưa? Vì hội Long Hoa sắp cận kề rồi, có hay không? Kính thưa quý vị, sẽ có. Và sự biến thiên chừng nào tới sẽ tới bây giờ, hội Long Hoa chừng nào gần hay xa do đó quý vị đó. Nếu bây giờ mà này bần sĩ đã nói là gần rồi, quý vị đã chết trước ngày thì cũng không thấy phải xa à. Mà bần sĩ nói xa mà quý vị tu là gần, quý vị nghĩ như thế nào? Ngược mà xuôi, xuôi mà ngược. Cho nên cái dòng thơ này đó, bần xin gửi tặng cho tất cả chư quý vị trong một cuộc đời nay mai sẽ sống để coi. Bây giờ quý vị nghĩ lại đi, đừng lại được. Quý vị lại hoài à, uổng công lắm. Quý vị lại hoài à, bây giờ bần sĩ nó nghĩ lại đi. Có nghĩa là nói lý, quý vị nghĩ lại mình đi. Có tội lỗi dương nào rồi? Đã đạt được chưa? Tu cái chấp với nhau, anh cao tôi thấp, chị thấp tôi cao, đậu và rớt. Quý vị có biết không? Bần đã giảng nhiều cái công chuyện đó lắm rồi đó. Cao cả là gì? Bần xin thiết qua và xin diệt mục thêm ở đây. Cao cả là sự hy sinh tột đỉnh của con người tu, con người biết lý, đạo nho, phong lễ giáo của Đức Khổng Thánh. Cái sự biết còn tồn tại, tu cũng chết, không tu cũng chết, dạy cũng chết, khôn cũng chết, giữ cũng chết, hiền cũng chết, danh lợi cũng chết, giàu nghèo cũng chết, tàn tật quyền cũng chết, biết sống. Quý vị có biết yêu biết đó không? Đây rồi tiếp tục kết thúc đây, bần sẽ nói ra chữ biết cho quý vị nghe. Thì bây giờ không có gì hơn nữa, phải ráng trao dồi, đừng có mê nữa chứ quý vị đạo tâm. Vì trong đó cũng có ít phần tử nào mê, còn mê lắm. Danh và lợi cầu có đó biết không? Đi lợi chùa, đi lợi ngay chỗ là chỗ mà thờ Đức Phật, Đức Ngài chiêm ngưỡng rất quý giá ngàn vàng, mà quý vị đem đến đó quý vị bán buôn bán chợ trời hết trơn, đem Phật ra bán chợ trời, đem Đức Cậu, Đức Thầy và tất cả các đẳng cấp đem ra bán chợ trời đó. Vì quý vị tu chưa kỹ cương được, quý vị chưa biết quy lực Phật, lực Pháp, lực Phật, thì nó cũng đi đâu cảnh vô hình và hữu hình. Quý vị có biết không? Phật học pha học, Phật học tuyệt vời tuyệt báo, pha học tới vậy chứ tầm cỡ đâu có bằng được đâu. Quý vị biết thấy chưa? Ráng cố gắng tu hành thành chánh quả. Bần đạo mong tất cả chư quý vị xa gần, ít nhiều gì cũng không có gì hết. Phật vô thường trụ, hiện giờ này có tất cả các chư quý vị đồng đạo, không biết rằng bần sẽ ở đâu. Bần sẽ ở trong vũ trụ, ở trong bầu trời mới, ở trong sự khai ngộ mới của tất cả chúng sanh.
bằng sợ trong tư tưởng và linh hồn của tất cả mọi người và ở cái thế giới con người của chư quý vị, mà quý vị có một cái thế giới, quý vị có một mái nhà. Bần sẽ nói tiếp. Mong tất cả chư quý vị về dẹp dọn ngôi chùa nhà của mình bản thân rất là không ai sò mỏ đến, không có ô uế, không có một cái gì gọi là dơ bận được cái máy chùa đó rất rộng rãi. Mà tụ trì là Đức Thầy, quý vị cứ mượn đi, Đức Cầu và Đức Thầy làm tụ trì cho. Chứ bần cũng không làm tụ trì được cho quý vị đâu. Quý vị có hiểu không? Bần làm tấm giá rồi. Mong quý vị nếu chọn một vị nào làm tụ trì cho mình cũng được hết, đặng mình nương theo đó mà về. Xin kính thưa mong quý vị đừng có buồn. Nhiều khi nhiều quý vị đi cúng 50 cái chùa rồi về tác bạo ra hành hung thì quỷ thiêu đốt cháy những cái rừng công đức vô lượng vô biên của mình rồi, thì cũng như hoài công mong đợi uổng quá. Cho nên hôm nay đó, cái sự đông đốc mà luôn nấu tinh thần của chư quý vị hôm nay đó, bần mong rằng quý vị sẽ cố gắng để rồi tiếp thu cho được những sự việc mà bần sẽ nói ở đây. Và ý nghĩ của tất cả chư vị muốn rằng phải thấy hiện hình nguyên sắc tướng cho quý vị. Vậy thì chết rồi. Vậy thì quý vị quá nông cạn quá, không có chiều sâu đạo đức, không có tìm được và khai ngộ những cái nguyệt đạo của quý vị ở đâu. Vậy xin kính mong chư quý vị đào tâm băng tín đồ Phật giáo như một, tha thứ tội lỗi cho bần sĩ. Vì bần sĩ là người quê dốt, quê mùa xuất thân hành giả phái bụi sơn kỳ hương nơi núi rừng xuất thế. Bần sĩ sống như một mái tranh nghèo nàn để nương tựa ngày mai, mượn kim thân sắc thể này để quần pháp độ dân trong một thời kỳ. Cho nên bần mới để một câu, nếu tình trạng như quý vị nhớ cái câu lưu loát là bần sĩ vô danh tá bước trần, xuống miền hạ giới để khuyến dân, dù bao gian khổ thân không ngại, mong cứu nhân quần đắc đạo nhân. Thì bần sĩ là người không có nhà cửa. Thì kính mong tất cả chung quý vị một nguồn an ủi này quá lớn. Nếu quý vị nào biết được quá lớn, còn nếu quý vị nào hẹp lượng coi nó quá nhỏ. Mà quý vị nào hạ cấp rồi thì xem nó tầm thường, còn quý vị nào cao, cao cả tột đỉnh thì xem nó quá quan trọng. Xin cứ thưa quý vị, do là quý vị hết. Muốn thấy hội Long Hoa cũng do quý vị. Muốn gặp hay không gặp do quý vị. Muốn gần hay xa do quý vị. Quý vị gặp Phật hay chưa gặp, hay gặp rồi cũng do nó quý vị. Quý vị được giữ Phật lại với mình thì cũng do nó chưa quý vị. Vì Phật đã có với ta rồi, Ngài đâu có bỏ ta. Ngài trực tiếp trên 24 với 24 tại chưa quý vị bỏ Phật đó. Quý vị có hiểu được không? Phật đâu có bỏ quý vị đâu. Vì Phật là ai? Quý vị có hiểu được hay không? Mà quý vị đi tìm ở bên ngoài có. Nếu quý vị đi tìm bên ngoài cũng như đứa bé học mới cấp sách vào trường phải mượn bản tấp lô thôi. Còn nếu ta đã cử nhân tú tài rồi thì bản tấp lô ấy ta dẹp. Có tượng ta mới tưởng được Phật Pháp, chiêm ngưỡng chân dung của Ngài. Ngày xưa đó là một vi vật kỷ niệm mà Ngài đã để lại cho ta truyền đời nào cho đến hôm nay. Mà muốn thấy Phật Thích Ca hằng ngày hình tượng vậy nhưng không tu theo lối của Phật Thích Ca Mâu Ni thì bỏ của đâu có được, bỏ tiền đâu có được, bỏ vợ đẹp con cưng đâu có được, bỏ danh và lợi đâu có được. Nếu quý vị nào làm thử coi, nếu niệm Đức Thích Ca Mâu Ni danh hiệu của Đức Ngài thì bỏ đi, thì Ngài sẽ rước ngay rồi. Nếu niệm danh hiệu của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì chịu quán tình khó khổ như Ngài, có chịu được hay không? Ai nói đắng nói cay một chút là mình đi cự cãi lại rồi, phải không? Muốn sung sướng đi trên việc đó thì làm sao quý vị thoát được? Phật tập diệt khổ, tất cả chúng sanh đều phải đi trên cái khổ mới thoát khổ. Ta bị chà đạp, ta bị quýnh, ta bị chửi, ta bị tất cả, ta mới thoát được nghiệp dương mang nhiều đời kiếp của ta. Quý vị có hiểu được hay không? Nếu hiểu rồi xin thưa đừng buồn, nếu chưa hiểu đắng chiều sâu thêm chút nữa để biết vào chân lý bí truyền của Phật Pháp hôm nay. Bổ pháp của Phật, bổ là bổ báo, bổ vật đó, phải không? Tuyệt vời nhưng mở đâu, quý vị có biết không? Ai cũng tưởng trong trên núi Thất Sơn những tài bảo lên đó kiếm, đi lên đi xuống, đi tới đi lui, đi kiếm chân lý, đi kiếm bảo vật, mà chính mình là giữ bảo vật kho tàng, là cái sự trong sạch, cái sự tinh tấn linh hồn tuyệt báo của mình, cái sự tốt đẹp, cái sự hy sinh cao cả, cái sự chúng sanh làm không được ta làm được, đó là pháp bảo. Quý vị có hiểu được chưa? Lời nói của quý vị và đức độ quý vị đã trưởng khó nhiều đời, quý vị mở miệng ra huệ pháp qua ngay. Còn cái này quý vị đã làm tâm phàm, làm nghịch cảnh, làm tâm bấy tâm bảo, quý vị có cầu xin bao nhiêu đi nữa cũng không được. Xin kính thưa cho quý vị đào tâm tha thứ cho bần khùng này để giải ngộ cho tất cả những các vị chưa hiểu và toàn đã hiểu còn mê, để trở về Phật Pháp sớm mau lẹ đi chú quý vị. Trăm ngàn lại ức kiếp vô tận chúng sanh đã đọa khổ quá nhiều rồi, bây giờ bỏ đi để trở về Phật tánh, đừng mang phàm tánh nữa, sẽ bị rơi xuống địa ngục Atula, chốn phù du ấy chôn nhốt quý vị 7000 năm nữa đó.
Thì bây giờ đây khùng nói như vậy đó. Ủa gì có đồng ý được thì không thôi, khùng cũng cười. Chứ khùng đâu có nói gì. Rồi tiếp đến sau, Bần sẽ tỏ ra cho biết Đức Di Lặc Vương Phật xuống thế đã làm gì, cai trị, cai quản, chưởng quản ai ở trong thế giới nào, và thánh đức đó giống dân như sao. Bần khùng xin diễn tả có trật trúng gì mơ hồ nói dốc với quý vị, quý vị cũng đừng có buồn nghe không. Đó là cái sự ứng biến để phổ trình một phút giây, không trong sách vở, ngoài sách vở. Mà ngoài sách vở có nghĩa là ta sẽ vượt bậc đại thừa, ta sẽ vượt lên cõi càn khôn võ trụ này rồi. Quý vị có hiểu được không? Thì quý vị cứ ráng cố gắng đi. Bần khùng đã chiết qua những vài đoạn. Bần khổ chiều tháng cạnh núi rừng, lòng hằng mắt lệ mãi rưng rưng, tại sao chúng lại không hướng đạo mà lòng hoại diệt mãi dựng dưng. Ta mong ba tánh hồi tỉnh ngộ, đặng cho Phật Pháp được vui mừng. Đừng mê, mau tỉnh cho kịp lúc, để chầu Phật Chúa đạo chấn hưng. Gặp gỡ bần chi quá khổ sầu, gặp rồi thức trắng lại canh thâu. Tâm tư hòa nhịp trong máy tạo, biết được rõ thân ngõ ý hầu. Mong cùng bá tánh hay đồng đạo, ta chỉ cho nhìn phúc canh thâu. Trăng xế rồi kia nhìn cho rõ, sắp khổ điêu linh rã địa cầu. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đức Phật Như Lai Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay tất cả chúng sanh, tất cả cõi trần gian này thiết tha khẩn cầu nguyện, tâm tư hướng thiện, quay đầu về Phật Pháp. Một phút sau cùng được giữ bộ máy an lành của Phật, xin các ngài rộng lượng từ bi gia hộ cho tất cả các vị nào, các đồng đạo nào, các bổn đạo nào còn một phút hướng thiện, hồi tâm quay về Phật Pháp. Xin các ngài chứng minh và tạo quả nghiệp cứu căn cứu quả, trợ lực trợ duyên cho tất cả các bậc vị ấy và gia hộ cho chúng được thấy Long Hoa Hội Phật Giáo và gặp Phật Thánh Tiên và được dự đài hoa sen của Phật Pháp. Tinh hoa, hương hoa, nhị ước hoa, trái tim hoa. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà. Hôm nay bần hàng, bần sĩ, bần đạo, bần khổ chỉ thiết tha văn sinh văn cầu tất cả chư quý vị đạo tâm. Một lần cuối cùng chúng ta sẽ nhất quyết về quốc độ thế giới A Di Đà Cực Lạc Quốc, khi là chúng ta đã về nơi nơi một cõi thanh trang quyền diệu của Phật Pháp. Xin kính mong quý vị, mong quý vị trực tiếp để đón chờ chúng tôi sẽ trả lời kết cuộc trong một quyển ba Phú Nguy Thịnh Thế. Một quyển ấy chúng tôi sẽ cho quý vị biết rằng và tự hỏi lại quý vị, đầu bài, quý vị có biết tận thế hội Long Hoa có hay không, chừng nào có, hay đã có rồi, quý vị thận trọng để tu được khai mở, để hiểu biết phải có. Thì hôm nay bần khổ này xin kính thưa chư quý vị mở rộng vòng tay, giác tâm từ bi trí thiện,
chúng ta kiểm điểm như không sáng suốt do bị như thế nào và nguyên nhân. Thì tất nhiên tất cả các quý vị, bậc vị nào cũng vậy hết. Nếu muốn tìm lối thoát để siêu nhiên, siêu sinh, siêu thoát về nó cực lạc quốc, thì trình độ của mình học vấn hôm nay phải hiểu rằng những nguyên nhân của chúng ta có tìm được rồi thì tìm lối thoát về Phật tiên được. Còn nếu quý vị không tìm được nguyên nhân thì làm sao biết lối thoát của mình? Vì chúng ta có nguyên nhân, có căn quả. Những gì đừng đổ thừa cho tất cả mọi ai hết, mà chúng ta phải chịu âm tường lãnh tất cả đó là nguyên nhân của chúng ta tạo từ đời kiếp ra, chứ không phải một kiếp này đâu. Thì cầu mong tất cả quý vị phải ráng cố gắng tự tu hành không nay. Quý vị cũng thành lập một cái cơ sở rất lớn trong lòng mình. Mình là một người chuyên nghiệp về nghề nghiệp, thì mình phải biết rằng ta sẽ ra một món hàng này ta bán ở đâu, hàng này có chạy hay không, mà món hàng này là hàng gì. Thì việc tu hành xin kính thưa chứ quý vị cũng như vậy thôi. Khi chúng ta muốn tu hành, không phải tu đại tu đùa, đụng đâu cũng tu, thì đó là lạc lối lắm, nó đã xa mờ lắm. Phải tu cho đúng chỗ, phải biết tu là gì. Người đã tu rồi phải làm sao? Rồi bắt đầu học Phật tu nhân để tu hành thành chánh quả. Có đơn thuần đơn giản không? Xin kính thưa chư quý vị, không có đơn thuần đơn giản đâu. Không có thể như mua bánh mà ăn con đâu quý vị. Đã trải qua dạng dài kinh giáo thì tất cả đồng đạo mới ngưỡng mong được tựa cửa Di Đà Phật, hưởng thụ ngày mãi trong một ánh sáng chi vàng rất ngọc của Phật chứ. Quý vị nghĩ coi, đời chúng vẫn còn mê mài, tất cả chúng không còn đắm đuối trong trầm luân bể khổ này, làm sao thoát qua được? Tự hỏi Đức Phật Ngài đâu có tạo ác mà cũng không cho phước gì đâu. Tự mình làm thì có, mình gieo thì mình hưởng, mình sống thì bị diệt. Cho nên hôm nay nó cõi ta bà này hiện diện hôm nay đang rung chuyển mái càng khôn võ trụ, đang quấy cuồng đảo loạn, thì tất cả đồng đạo có biết không? Nếu biết được rồi thì phải rút ngắn thời gian quản lại đi, để lo trọn niềm tin với Phật Pháp, để chúng ta gửi một lá thơ ngắn ngủi về nó gọi không quên được là: tha thiết xin Ngài từ tâm bác ái cho con được trở về mảnh đất quê hương cội nguồn nước xứ ấy, được trường tồn mãi mãi, kính thưa quý vị. Chứ còn bây giờ nếu mà quý vị chỉnh mãn thì giờ này thì tự rung chuyển của quả địa cầu võ trụ này thì làm sắp bế tắc thần dương rồi, để phân biệt âm dương và phân biệt chánh tà thú cầm người đều lẫn lộn đó, quý vị có hiểu không? Cho nên đôi lời của bằng thiết tha sau buổi cuối cùng này phải cố gắng. Dù cực khổ giảng giường bao, thể xác tả tơi tả đi nữa thì cũng còn các ngày các đến giao hộ độ, không sao đâu. Phải cố gắng làm không một việc để đem lợi ích cho tất cả quý vị trong thế giới vốn biển năm châu. Hoàn cầu này cùng là trong nước nhà được thịnh vượng, dân tộc được an lạc nhàn cán, chúng sanh hết độ khổ đau buồn, thiết tha kêu réo Phật. Chừng đó thì bần tỷ này đã trở lại nơi chốn nào thanh tịnh nhàn án rồi đây. Bây giờ còn khổ, chúng sanh còn khổ, ta còn khổ, chúng sanh đa dạng nghiệp, ta phải gánh nghiệp chúng sanh. Vì là đó cho nên hôm nay ví như bần tỷ đây là một độc giả mà ông chưa đọc qua những lý thuyết của Phật, ký giả của các cuộc hành giả để vô phương tìm ra hạt giống của Đức Ngài để đem lại cho Phật Pháp, thì vô tình tất cả đồng bào nhân loại của chúng ta mập mờ phân biệt, chấp ngã lưỡng phân, thì làm sao mà đi đến bộ máy chuyên cơ tuần hoàn được. Xin mong quý vị khôi phục lại chút xíu đi, tìm kiếm lại những gì của mình mất mát đi,
Quý vị tìm cái thiệt, thiệt nó ở đâu? Nó ở chỗ nào? Nó ở nơi mình đó mà. Tìm cái tu nó ở đâu? Nó ở nơi chỗ mình đó. Mình tu cho mình lo cho mình. Mình hy sinh cho mình trọn lành với tất cả các ngài cũng do nó mình đó. Tự tu không được, do lý nào bị ngăn chặn? Sự tính toán mâu thuẫn ít nhiều cầu có tăng trọng nhiều gì, tự cấp hạ thấp và lợi ích cho bản thân và dân gian khắp tất cả. Những sự việc ấy sẽ cản ngăn người tu không có bước tiến được. Trí huệ không được sáng suốt, bị nghiệp lực âu lo, hằng ngày trằn trọc, lưu luyến với tất cả những sự việc tính toán mơ hồ sống nước, ảo mộng huyền không, xa xưa đem đến bộ óc, không ngừng tính toán suy nghĩ, bán lo bán tính, làm đủ chuyện, tay khiến bộ óc ta án mất tất cả những dần sáng suốt của trí huệ. Thân này biến lời, bị nghiệp cu mang về vấn đề ăn uống, giành giật tranh đấu nhau trên miếng ăn uống thực vật này để làm gì? Để chôn vùi nó miếng đất A Tỳ này đông đầy nghèo, là mán mất đi những cái nguyệt đạo chúng ta không thể vô đồ vô lượng làm một sự việc tưởng đâu thức ăn món uống đó là giúp ta được giải thoát hay sao? Những các bậc trường trang và còn ăn mặn ăn chay đều phải nói chung ở đây một ý với nhau hết tất cả. Ăn chay là phương tiện, là một chiếc đò, là một chiếc xe giúp ta đó, chứ không phải là ăn chay để thành Phật. Mà chính ta tu mới thành Phật. Mà ta tu ta bị nghiệp lực để cản quá, ngăn quá, không ta không được bước tiến. Người ăn nói mập mờ không đúng với một nghị lực. Tiếng nói của mình quan trọng nhất là linh hồn của gì đó, là tư tưởng của gì đó bị chi phối, bị tính toán, bị lo lắng, bị nghi kỵ, bị chấp ngã, thì quý vị làm sao linh hồn được trong sạch, tư tưởng được hoàn chỉnh? Vì lẽ đó cho nên và lo sợ mọi điều, cho nên hôm nay bần chỉ xin đọc lại một ít nào ở đây, xin mong quý vị phải cố gắng. Thần quý vị bị suy đồi, suy kém, không được cao cả, run sợ, sợ đói, sợ nghèo, sợ mất vẻ đẹp, sợ mất nhà lầu, xe hơi, sợ mất tất cả những phẩm chất chức quyền của mình, sợ những người không khen ta lại chê ta, sợ những người chê ta xấu, sợ những người chê ta nghèo, sợ quá cho nên thần tức quý vị sẽ bị kém, suy đồi không được cao cả. Nếu quý vị thường tâm lo tu niệm rồi thì tinh thần phải dèn bén cao như núi. Quý vị không sợ một việc gì. Khi ta sợ ta làm không được việc nghĩa và nhân không, ta sợ ta không tu được đạt thành chánh quả, chánh pháp của Phật, cũng có ngày để dạy dỗ ta đó. Ta lo sợ rằng ta sẽ mất kiếp, không thể tu việc, không thể làm một việc đối với ngày mai Phật pháp mở lại đài Long Hoa, mở ngôi vị, thay đổi tất cả. Ta không lo sợ cảnh đó, mà ta sợ nghèo, sợ đói, sợ khổ, sợ đêm nay mất đi một cái gì, sợ ngày mai không có. Thì quý vị nghĩ như thế nào thì thần cho quý vị đã lo sợ quá rồi, mất thần, ý nghĩ quá, xa xưa mộng nghĩ mất trí, tính toán quá, lo lắng quá, mất tâm. Thì quý vị nghĩ như thế nào? Còn thân này biến lười, nạnh, tranh nạnh, không chịu công quả, công trình, công phu. Thân này không thể đắc thành kim thân được, ta phải gội những tấm dừa, ta phải tu luyện, ta phải tập thành tất cả. Ta phải trong ngoài gội rửa từng sắc thân tới việc linh hồn cả linh, thì thân thể ta hoạt động hàng ngày, ta mới sai khiến được, ta mới thông trong tự tội được. Kính thưa quý vị, chứ không phải nói tôi tu rồi, tôi muốn đi chơi, tôi muốn làm gì làm tự ý, tôi sẽ đắc thành tại nguyện, nó không phải vậy. Phải lao lung cực khổ, phải dân cưng hiểm trợ đó thưa quý vị, mới thành tựu được. Đức Phật Ngài mới diễn hỷ cho mình, với mình như là một kẻ ăn mày,
một người ăn mày ở xứ vợ đầu đường phải rên rỉ tiếng tha tạo điều kiện đau thương trước mặt. Trong chúng đồng bào họ mới cho ban cho được một ít nào để manh miếng cơm manh áo. Mình là một người ăn mày, xin phước đức của Phật ban, xin hết tội lỗi thì phải làm sao cho Ngài động lòng bác ái từ bi. Mình làm sao cho Phật thấy được, phàm không thấy cũng được, Phật thấy mình là đủ rồi. Vì chúng ta là một con đường siêu thoát về Phật tình. Xin kính thưa quý vị, chứ không phải chúng ta làm việc mập mờ qua đường lối, che lấp những cái sự việc không lành mà chúng ta cho đó là được đấy. Quý vị hờ hững quá. Nếu tất cả quý vị nào, anh em nào, đồng đạo nào, bá tánh nào, còn bản nào, còn do dự với một công trình sắp tới đi quá lớn, thì tiếp tục vào cuộc hành trình đi, Phật cũng còn ân xá, đại ân xá cho quý vị trong một hơi thở cuối cùng đó. Bằng ngược lại không thì đừng cầu xin kính thỉnh nữa. Vì mình tất cả vị tu nào cũng dựng một cái sở nguyện cầu rất lớn trong lòng mình, trong tâm trí của mình. Đi chùa mua 5 món trái cây sẽ cầu được 5 việc thì mới đem cúng dâng cho Phật. Phật Ngài đâu có hối lộ gì đó. Đó là thành tâm thì Phật đã chứng minh mình rồi, không cầu thỉnh. Ngài là chủ tuệ, tất cả chúng trần hôm này một hạt cát, một mãi lông không thoát được, đừng xin nữa. Mà ta thành lòng đi rồi Phật sẽ ban cho ta không hết. Từ việc Phật đã ban chúng ta ăn không hết, của Phật ăn hoài không hết, của phàm đầu quý vị lo mãi lo để chất chứa, để dự bị, để còn đó mà tới. Còn của Phật không thấy không có mà quý vị ăn hoài không hết. Quý vị hiểu chưa? Nếu quý vị nào có thương bần tị bần nghèo này thì ráng cố gắng tiếp tục cuộc hành trình trở lại đi. Đừng giao chiến với ma nữa. Quý vị có tài của Phật sẵn rồi có phải vậy không? Tiền của Như Lai, Phật Tổ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đức Thầy, Đức Cậu và tất cả các ngài đã cho quý vị đó. Của Phật quý vị đem giao cho của ma, trở thành ma chiếm hết rồi thì làm sao chúng ta sẽ mang được trở về Phật, mang những gì về Phật? Quý vị hiểu chưa? Nếu hiểu rồi thì xin tha thứ cho tất cả bần tỷ đi, đừng cố chấp nữa như chưa quý vị đào tâm. Chúng ta một Phật, một ngôi vị, một ngôi trời, một ngôi trời, một cõi Phật đó quý vị, thì quý vị sẽ đáng cố gắng. Lời nói của một người bần tị thô sơ đạm bạc không ra gì đâu. Nếu quý vị nào bỏ đi một thời gian đừng xài nó, ngày sau quý vị thấy sẽ lừng lẫy khắp bốn biển năm châu hoàn cầu thế giới mà. Vì bần tị nghèo tiền, nghèo bạc, nghèo tất cả, nhưng chân hạnh và đức tánh và bổn ý Như Lai của Phật không nghèo, và kinh điển pháp ấn chứng của Phật ngày hôm nay, bần sẽ nhận lệnh rồi thì bần sẽ vào tất cả. Kính thưa quý vị, bần sẽ lo trưởng quản thiên đận tất cả đồng bào anh chị em nghèo khổ, bần sẽ cho trở lại. Nghèo khổ đói thèm khát đức hạnh không có, không có một sự trong sạch lành tốt đẹp, đó là nghèo đó quý vị. Còn quý vị hiện giờ này ở lầu đài cung sơn điện ngọc, quý vị có biết không? Tiền của xa xôi, quý vị có kẻ hầu người hà, có kẻ tớ người cầu, thì quý vị có thấy là cô đơn đâu? Nhưng mà quý vị đã cô đơn một trời. Các ngài, các vị Phật đâu có đến với quý vị đó. Vì Phật đã lìa bỏ cung sơn địa ngục, Phật đâu có ở lâu đài, Phật đâu có ở nơi cái điều gì của quý vị đó. Phật ở nơi cái chỗ trống sạch, mấy tranh tròi vết lá ở rừng xưa thanh tịnh để cầu đắc quả độ chúng sanh. Quý vị có hiểu không? Vì lẽ đó cho nên hôm nay bần xin Thích Tha Phát Thiết, quý vị đừng tưởng lầm rằng tôi sẽ tạo đó để thờ Phật đó. Quý vị thờ để tưởng tượng mà thôi, chứ Đức Phật Ngài đã ngự trị lòng mình từ khi mình đã có con người thì đã có tâm tánh Phật rồi. Cho nên hôm nay còn bần khổ gian nan chống núi đồi, xa xôi dịu dợi một thân một người, một gian cơ này, nhưng bần thấy bần sẽ được ấm áp,
của Đức Đại Từ Bi Gia Hộ hằng ngày chắc chắn pháp của Ngài cùng là Bồ Tát trực tiếp gia hộ bằng. Bằng chỉ không quạnh quẻ cô đơn đâu. Cho nên hôm nay bằng muốn làm sao tất cả chứ quý vị được sự trợ lực của Phật Pháp của các ngài là vĩnh viễn không ai sò mỏ đến vì bảo vật này của Phật rồi. Còn quý vị trưởng quản những tiền của vàng ngọc châu báu đầy tất cả, quý vị có biết nó là một con sống độc mãng xà dương chưa vậy? Nó sẽ quay lại cắn mình, nó sẽ té mình, nó sẽ cho mình ngấm ngầm độc dược đó. Ta cũng có một phương tiện nào mà cứ đừng đắm đầy quá như chú quý vị đạo thân cùng tất cả anh em trong tín đồ Phật giáo. Bằng tỷ xin thiết tha đôi lời thần bay, nếu thương bằng rồi thì cứ đi lại cuộc hiền dân. Lòng tự ta đừng có phúc bấn phung, lo tu luyện để cõi hồng trần mình xa dân. Câu kệ kính giờ này đã trong chân, trông như hoa trắng tở như ngà, diệu pháp này gió như Đức Phật Thích Ca, Như Lai Phật Tổ hằng hà di diệu pháp. Gia hộ chứ bần xuống đây để ai có cơ duyên căn tiền sẽ gặp, để giao lại cho quý vị được nhờ khỏi vị gió tóc mưa đơn. Cuộc hành trình cao cả tở thất sớm, người không hiểu rồi mê đờn mê quyền. Ta làm việc cho Phật đấy, ta thành tâm cầu nguyện. Nếu dân chúng an cư lạc nghiệp rồi thì ta hãnh diện tiêu lưu. Giờ đây người mãi vắng thuộc, ta còn ở lại phiền tu bớ trần. Cố tu tịnh để hơn nhàn cân ngọc lượng, giờ cực thân sao vui sướng vô cùng. Đảo đời ơi hãy nẻo ráng hòa chung, một nhịp thở một ngày cùng một cõi. Công thầy tỏ điểm trường mong mỏi, ta giải bài định cho hào quân. Tại người còn mãi thế gian, ta ngồi không được lạnh trang lâm phàm. Phải thương xót, phải cố làm việc thiện, để hỏi mấy dòng ta trình diễn Phật dương. Người tu chánh chánh đường đường, đừng còn ngỗ nghịch hùng cường đâu. Lịch sử Phật đừng quên thông suốt, thì phải gắt thân kết cuộc quân tàn. Học phải hành đừng giả dối ngụy trang, đối với Phật phải từng nhịp nhàng thơ thơ. Nơi cõi thế chúng ta trả nợ, vừa tu hành vừa trí nhớ tiền xưa. Tiền trời nay nọ ta đưa, bằng nghèo ui hút xóm đi chưa nhớ đời. Nếu thương bằng đừng rời nhẫn với nghĩa, nếu thương ta ráng trồng trĩa giống Như Lai. Nếu thương Phật thầy rồi kính kể xóm hằng ngày, chuyên tu niệm đừng phai lời thầy dân. Ta nghèo khổ đâu gì ta tặng, giao kinh đề là bạn nhắn phương xa. Nói rằng kinh kể năm nơ, ráng về hưởng ánh Phật Đà Nam, ráng hưởng được Đức Di Lặc Phật dương tại thế, ráng mà tu diệu kế tha phàm, ráng diệt lòng đừng để tham lam, ráng cứu chung đó là nhà lam nhân loài, ráng hy sinh dù ta làm tôi mỏi cho Phật đi đường
người và sáng chối nào quang. Ráng lo đừng nghĩ của miệng mình ngồi tình việc bỏ đoàn Phật. Đạo hiểu được đạo bất phô trương chân lý, bần hiểu rồi bần chỉ lại người chưa. Sớm hôm chịu khổ nắng mưa, bồ đề che chở rồi buổi chiếc chưa bằng hàng. Cố nghe bần đạo đi, tất cả ấp tốn nguyện làng xa gần cũng vậy, mà các nước ngoại bang cũng y như mình. Sớm hôm trong cuộc đăng trình, cho nghèo thầy đời viên minh cuối cùng. Nhớ nghe, lịch sử kia đạo cùng là cắn bàn, đạo làm gương một pho tàng vàng dài. Đạo của thầy sơn báo chẳng cố phai, gìn nghĩa lý hằng ngày cho vàng. Nhớ bằng dặn gương lòng mày cho bén, chặt tà thần nó lon đến bên trong. Việc đi rồi mới thoát vòng, mới hiểu rằng ta nói biết lạc hồng là ráng sửa đổi đi rồi ngày mãi mới thấy. Ráng dọn đất mình để trồng cấy cho kịp giờ. Cả không gian phẳng lặng như tờ, ta ngồi tình biết không gian mịt mờ đây sắp tới. Lực thiên điều đổi đi lập mới, thì hỏi lại đời có hiểu được hay chưa. Hiểu rồi sớm mới chiều dưa, nhìn đi cho kỹ ta còn chưa an nhàn. Thượng đạo pháp quý hàng về Phật, thượng tiết trời thượng hiệp với mấy thiên cơ. Đừng tu để đó chờ giờ, thuyền môn biết cửa rồi cuộc thi thơ biến dần. Đồng đạo cố gắng tu đi rồi tai lần chuỗi hồn. Việt Nam bán là rường cột của nước nhà. Tuy bây giờ quỷ đạo đã ở xa, bần thay mặt để rồi ngắm ngã vàng trì. Bần thay mặt này để không phung phí, đem giáo ở thuyền bi lì cũng thay. Để người trong hay lại người ngoài, hiểu đi rồi cố gắng ngày mai ta hành. Nhớ, đạo của thầy đạo lành là cắn bàn, kể từ đấy mình kiếm bạn bỏ thù. Khổ với nghèo mình nghĩ lại xa tu, muốn siêu thoát thì cần cù thân già. Nghịch tiền đời nay ta ráng đi, cả cảnh nghèo bần mà trôi cả thiên thai. Ta nghèo ta chẳng có sai, tình đi tuồng coi hội ngày mai lập đời. Nghe bần đi tất cả quý vị khắp nơi, lời này đáng tịnh dưỡng để sống coi đời lỏng quá. Lời này gần lắm không xa của bần khùng thiệu thiết tha điên trường. Nói cho biết mình bất tình thương nhân ấy, nói cho rành để hối cải ăn năn. Nói cho người việc cảnh khó khăn, nói để biết sang bằng tất cả. Nói để hiểu cái gì là quý giá, nói để tầm đạo cả nơi đâu. Nói rồi ta phải khổ sầu, ta mang nhiệt huyết trong bầu không khí. Nói để cho người ngộ đi biết đạo điên khùng, nói để người sống coi sấm nổ đùng đùng gần đây. Nói cho rõ để quý vị được bước lên nền thánh đức. Nói cho người cộng nghiệp lực phải xa,
nói để rồi biến thế cho qua, nói cho người sửa Phật Như Đà chứng minh, nói cho người tu để tiến bước đắm chìm, nói cho người hiền được hiểu để Phật cứu sinh kịp giờ, nói cho ai bước lên bờ ráng tầm lý đạo thơ của thầy, nói cho nhân loại được một tự súng dày đồng tớt chia tất cả giờ này hiện chúng, nói cho thế giới ba bên bốn mươi được trung cung, nói cho đời về đạo và chung một nguồn, nói cho chúng sanh vui vẻ đừng có buồn để rồi sống sót phân tuồng lỏng qua, nói cho biết cơ quỷ biết ma biết ai tà tặc biết Phật là nơi đâu, nói cho rõ để ta tìm thấu nguyệt đạo, nói cho hiểu được rồi mới tính giống bão mưa đơn, nói ra đôi phút tâm hờn, hờn ai quý vị rồi hờn ai đi giờ, hờn đạo quả hay hờn ta còn quá nghiệp, hay hờn chúng sanh không thoát kiếp luân hồi để làm chi chuyện khổ, người ơi đường sanh tử cuốn lôi mãi mãi, nói cho rõ người đừng có kể nghe lời nói bằng hàng thì áo anh theo, giảng nguy lên hải xuống đèo nghĩ đi ai được chữ nghèo như ta, nghèo của Phật, nghèo tiên nghe thánh chúa, nghèo tiền muốn nhưng bùng túa hào quang, ta nghèo sự nghiệp dân thân, tâm ta như pho tượng ngọc vàng xa xứ, nghèo đất Phật ta về an tịnh, còn nghèo tiền muôn phung phí cả trang thân, thấy chưa ba tánh hồng trần, cùng xuống thay mặt mấy lần biết không. Hôm nay bằng kỹ xin giới thiệu cho tất cả chư quý vị biết rằng ta đã xả thân vì đạo, ta sẽ xả phú gì cầu bằng, ta sẽ bỏ tất cả thì ta mới được về gặp Phật. Thì bằng sẽ nói đây cho tất cả chư quý vị đạo tăng cùng ngăn nghĩ quý vị để làm gì nữa. Bao nhiêu năm tháng dặm dài thì bằng kỹ đã lại được quá chừng nhiều quý vị rồi, mong cái gì tỉnh giấc hồng trần. Thì bây giờ này không có tỉnh giấc hồng trần như thế nào quý vị? Quý vị có tìm hiểu không? Trong một quyển ba này có một đoạn tỉnh giấc hồng trần. Mong Đức Phật Ngài từ bi vị trần. Nỗi buồn nói chuyện thiên cơ, nói trong đời tục chưa nói giờ đời thanh, tỉnh đi coi Phật Nam Thành, tỉnh đi rồi ba tánh chị anh mới lường, tỉnh đi coi hỡi thấy từng lập đời mà lập đạo không thường nghe dân, mau mau tỉnh giấc chưa hồng trần, ta đưa về đến đài lẫn Phật trời, tỉnh đi ăn chị em mới đây đã bằng khổ đem lời than vãn, mau mau tỉnh ngộ lên thang, tỉnh rồi mà ta bước lẹ làng dời chân, mau mau đừng có tu ơn, nếu ta tỉnh ngộ còn ở ngọc đàn, chuyện trần ta cố bỏ qua, đừng lưu luyến nữa, nghe
ta bó người. Đào sen của cải rộng dư kiếm rồi phước báo nhân từ lại không. Buồn đời nói chuyện long đông, kiêu trần mà tình giấc sai nồng chứ ngày xưa. Nghe ta son núi chiều dưa, ta nguyện lặn lội sớm trưa đưa đò. Tỉnh máu Phật lại ban cho, hồng trần nhiều nẻo gai go gặp rình. Tỉnh máu bơ bơ chúng sinh rồi coi Phật Pháp thần linh dự kỳ. Tỉnh máu coi Phật từ bị coi đời mà lập lại chưa thời kỳ long gian. Tình mau cô bác gần xa tù đâu có kịp với nhà nhà. Chính xanh chứ tình trần mới biết cảnh hôn tanh. Bể bùng mà ta dẫm chứ tan thành tiêu đau. Tình đi đặng có dội sao ta ngồi ta lừng. Kiều mau chứ dân tình. Tu không có kịp chúng sanh bây giờ tự đổ cho mình chứ đổ tha. Tỉnh đi cô bớt gần xa kỳ này có anh đối ở là mơ năm châu chứ ta buồn mà nói chuyện đâu đâu. Tại người mà chưa tỉnh chứ ta sầu biết bao. Phải chi tỉnh giấc ngày nào thì là nhìn thấy phóng hào chứ Phật dương. Tại người còn mãi chưa hùng cường, làm sao Phật mở chưa hội trường tâm. Nghe ta ngọc ngạn cân tỉnh mau ba tấn cho hồng trần cho sắp nguy đừng lũ liếng nữa làm gì. Bỏ đời mà về đạo của nguy sao này. Nếu ta muốn gặp chư Phật thì mau tỉnh giấc canh trời học chân. Ráng tu bận nói nhiều năm bây giờ cách ta thúc sắp lâm chư đọa đài. Nói đêm nói than nói ở ngày, nói mãi chứ nói ở hoài mà như kẻ giận lắm. Thương ta đừng có bâng khuâng, ta đang mà cầm một cái cân công bằng. Thương ta đừng có chứ cọc cằn, ta đem mà giáo lý chứ thì dân cho người. Thương ta đừng có chê cười, thương ta mà ta chẳng có biến lời đâu. Thương ta phải rõ chứ đâu đi câu ta ngờ bốn biển chứ lòng châu kia kìa. Thương ta tu niệm mau về thức trần rồi hiểu đạo không chia cách nào. Tình trần bơ bớ đồng bào tỉnh đi một giấc chứ ngạc ngào gai. Do tỉnh chưa Phật lại ban cho hồng ân mà lần cuối viết cơ đò của Phật. Thiên dân chân chánh đường đường kỳ này ta lại bộ trương vàng vàng. Cú nguy tận thế ngày nay tỉnh cơn ác mộng mà chẳng ai cho rồi. Ta chiều gian dậy núi rồi, nghe đi đừng bỏ chứ nói là tôi cấp thì giờ này không thiếu như thế. Phật trời mà sắp đổi cho vậy thì bãi đổi đêm đổi tháng chứ đổi ngày, đổi sông đổi biển mà trong ngoài chứ đổi hướng. Đổi chiều gian ngất tường muôn rồi là phải đổi cõi là tuồn ngu thế. Lập lại mà đầu Phật giới trong mơ thì lập đời mà thương cổ mà đại thì lắm.
tình đi ba tánh gần xa, lời này bằng khổ chứ thiết tha quân ta. Tỉnh đi đừng nghĩ cho lúa già, đây đông mà mộng mơ điệp được hình tàn xác thôi. Tỉnh đi thấy bản đồ thơ, thấy ta mà giáo ở đạo chứ trời trời bước trần. Tình đi đừng có chứ bâng phân, dù điên khùng khiểu đi lần dần lần dặn dài. Tỉnh đi rồi biết cái ngày mai, tỉnh nghe tiếng sấm chứ lâu ở đài gần xa. Chứ tỉnh đi tiếng sấm nổ ba, mà tỉnh đi cô bác thì nhà nhà. Tỉnh chưa chứ tỉnh rồi chiều trận mây mưa, dặn dài như vậy nhưng chưa chứ sao này. Tỉnh đi gặp Phật gặp thầy, tỉnh tầng mới thấy giờ này đổi thay. Tỉnh đi mới thấy Như Lai, tỉnh đi mới thấy nồng ai thế nào. Tỉnh đi cô bác đồng bào, tỉnh tầng rồi thấy dũng ao cơ cầu. Tỉnh đi quyền diệu thâm sâu, tỉnh đi rồi thấy địa cầu. Tỉnh đi ta lại bài phố, tỉnh rồi mà mơ thấy cái tam đồ nát tan. Tỉnh chưa cố bác tốn làng, tỉnh rồi nghe tiếng lẫn bàn đối câu. Tỉnh đi rồi hiểu cảnh thâu, tỉnh đi rồi biết mà bể dâu không đường. Tỉnh cần nghe tiếng chứ du dương, nghe tiếng Phật hát mà thường thường không dám. Tỉnh đi coi Phật chưa mở màn, coi thầy mà khi quả chứ cung đàn lung lai. Chứ tỉnh đi ba tánh trong ngoài, ta kêu mà ta réo mà ngày mai chứ hết cơ gì. Tự hành đừng có sánh bì, cần ta thức tỉnh thì việc gì không cần. Tỉnh đi rồi thấy chứ Phật cơ thần, thấy xa rồi lại thấy gần thấy nguyên. Bây giờ chưa tỉnh chứ chưa si, mà làm sao hiểu được từ đi chỗ nào. Ta đây đón ngõ ngăn rào, người không biết được còn ào ào chữ ta. Chữ rồi mục thảm chứ phải xa, chữ đi đâu có gì ta chút cơ nào. Kính thưa ba tánh thì đồng bào, phần nghèo sơ thoát mà việc nào lại muốn. Bằng điên mà lại khiến tôi xin tôi dễ công phu công trình. Bằng tố bằng chẳng âm sinh, nhưng mà xin được xin tình Phật tiên. Tình thương quý dễ khắp miền, trong ngoài cũng dễ cuồng điên. Chứ nghĩ rồi từ này tỉnh giấc dân ơi, tỉnh đi rồi thấy nỗi châu như bèo. Tỉnh đi rồi rõ hiểm nghèo, tỉnh rồi rồi thấy ta chèo thiên na. Tỉnh đi ta lại chèo qua, rước người tham dự lòng qua năm đường. Tỉnh đi rồi thấy Phật dương, ta đây chánh chánh đường đường không ngôn. Tỉnh đi đừng có bông chôn, tỉnh đi rồi giữ linh hồn ngày sau. Tỉnh cơn ác mộng lòng bao, thấy rồi một giấc chim bao lạnh lùng. Ta là một đạo đứng hồn, bóng mây bốn biển mà chập trùng vô biên. Ta đi ta mãi khùng điên, nhưng ta lãnh định hoàng thiên lâm trần. Khùng điên đăng khải đần tần, khải rõ khải rần bốn biển năm châu. Đần kêu ba tấn cành thâu, tiếng đần ta khải mà bể dấu không lường. Đần kêu khắp phố cùng phường, đần kêu rắn nhẫn rắn nhường. Khỏi như cái tiếng đần giang cảnh lâm ly, đờn kêu thất Phật từ bi giang dài. Đờn kêu ba tánh trong ngoài, dẹn niềm chung thủy gặp ngày long qua. Đờn kêu diệt quỷ tà ma, đờn kêu thức tỉnh nghe ta đau đờn. Đờn kêu đừng giận đừng hận, đừng buồn chi nữa không thần đậu dân. Đờn kêu đừng nghiễm phụ minh tăng, mình tu đừng có bận thân làm. Tiếp tục hành giả mau đi, đặng mà ta cố gian nguy trận này. Đờn kêu tớ lại ta thầy, đờn kêu cứu chúng bùng lầy đêm lên. Đờn kêu ta
chẳng tư tán, nhưng mà ta lập ngôi đền được thôi đời kiêu. Ta chẳng có ngôi khắp miền mà ta ở, mà nổi trôi bốn bờ. Đền kiêu đừng có chữ ngờ, tới đây rồi biết hiện giờ nghe hôn. Đền kiêu gió tụ càng khôn, kỳ này tan rã phát hồn ra cho. Đờn kêu ai gửi ta cho, ai xin ta thương mà ai lo ta cần. Đờn kêu rổ rổ chưa đờn đờn, ta đi đứng thở thải chưa đờn thần trung minh. Đờn kêu đám quỷ ma tinh, có đầu rút cổ chứ chúa mình sức rồi. Đờn kêu cái thứ bằng tôi, mau mau mà cải hối cho rồi tam quy. Đờn kêu đâu có chưa gì gì, ta cùng ta cải tì tì tiếng đời. Đờn kêu ta chẳng có cần, trong ngày đã nói thất sơn ta về. Đờn kêu thay nổi ê hề, đờn kêu bá tánh muôn bề có chưa. Đờn kêu sắp mê đến mây mưa, cuộc kỳ gần mơ chứ tốn đi chưa gần dời. Đờn kêu ta có đôi lời, kính mong mà tất cả chứ ta dời hiểu chung. Đờn kêu có đạo điên khùng, đờn kêu mây kéo chập trùng ngang ngang. Đờn kêu Phật gấp mở màn, kêu dần kêu xóm kêu làng tỉnh kêu. Tình cơn ngắt mộng sớm chưa tỉnh trần, mới thấy ta đưa tiếng gì. Đờn kêu đôi khúc lâm ly, tiếng đờn kỳ diệu của nguy trần đời. Đờn kêu phám kể người ơi, kêu hoài kêu mãi đôi lời của ta. Kêu trong tiên lý ngâm nga, kêu hoài đôi dài dạng thiết tha gian về. Đờn kêu sao có đất thi, bây giờ mình kêu cái cánh này ta sâu. Đờn kêu khắp đi cả cung trời, trên trên mà tưởng phố lòng đời cô nhân. Đờn kêu đừng có bận thân ở lên thần trọng mà biết tha đôi lời của chồng. Chị Bần là người điên, điên mãi là ta chớ ai đi. Thiết tha tha thiết kiếm mối gì, điên trong chân lý cơ bí pháp. Điên nghèo điên ngủ chống mây, xin cái tư gì trong đôi lời này. Bần tỷ xin thiết tha lẫn gian cầu, mong tất cả các bậc cố vấn đạo pháp và các bậc thiền sư cùng tâm giáo chỉ một, xin tha thứ cho tất cả bằng khổ mình vì xuất thân trong một thời kỳ này chịu quạnh quẻ cô đơn mồ côi trẻ lạc vất vả lang thang chân du phương lộ. Là một đứa con quan dài không ai nhìn nhận hết, nhưng mà ngày sau bằng cố gắng làm sao khi cải phụ dương, cải đức ngọc hoàng thượng đế, cải trời mà cố gắng làm lợi ích cho dân trời và xây dựng lại một ngôi trời không còn quan trọng để cứu giúp nhân quần chúng sanh đến thực tình, để đem lại bộ máy thiên nhiên hoàn chỉnh cho đất nước, thì chắc có lẽ là trời không giết mình đâu. Xin kính thưa quý vị đáng cố gắng. Bần thì có hiểu biết rồi, thì nếu quý vị nào mà có thương bần sĩ thì nghĩ như là một người anh. Một người anh đã biết rồi thì cho một người em biết, để các em ăn năn hối cải, sống quay về cội nguồn của mình để rõ biết những gì. Chứ nếu mà chỉnh mãn rồi thì làm sao đây, dãy dừng không nổi đâu. Có nhiều vị đến hỏi về chứ, hồi hôm qua tận thế có hay chưa? Có rồi. Gần hay xa? Gần lắm. Gần mình đó. Có hay không? Có chứ. Vì vậy cho nên quý vị phải biết thận trọng và cố gắng làm sao ta được dự đại hội đó. Ngày đại chứ không có tiểu. Hội là thần tiên Phật thánh chứ không phải hội cái gì đâu. Qua là qua hết tất cả những cái sự gian khổ, qua những tai biến cơ hàn, qua những cái màn lót của ngạ quỷ, Atula, của khối cực.
hoa phong ngào ngạt nở trời, rồng bay phượng múa nhảy đầu thành, giang sơn bạch ngọc mau đi đến, bá tánh đồng chung được sinh về. Cho nên hôm nay đó thì bằng tôi nói lên á, đôi lời này khùng chịu điếc điên, làm sao quý vị hiểu được. Cho nên hôm nay đó mình xin tạo bút ra thơ trong một kỳ này đã hết rồi. Bao vị Nguyễn Ba, ai là người cứu khổ cứu nạn, ai là người đại từ đại bi, thì quý vị tìm ra chính ta phải đại từ đại bi để cứu tất cả nhân loại. Ta bác ái vì tha cho mọi người, ta khỏi còn phần tiên rồi. Vì ngài nói tha giống này rồi đó, ta bị tha bác ái cho người thì ta đã giống ngài rồi, ta còn ngài để làm gì nữa đây. Ta ở đây mà hình như tư tưởng ta đã sang quốc độ Cực Lạc rồi, sang bằng tư tưởng. Mong tất cả chư quý vị đồng đạo ở phương xa, ở đâu cũng vậy đó, mình xin kêu gọi thiết tha kỳ này, mong quý vị đã xuất gia đầu Phật đi đường còn. Xin cái thương quý vị xuất gia như thế nào? Xuất gia là lìa tục bỏ hết rồi đó, lìa gia tung gia nậu của mình, gia đình của mình, tuy mình ở đó chứ không phải đi tại cầu đầu gõm mỏ. Quý vị có thấy Đức Thích Ca Bổn Sư có cả đội, ta ở đây mà ta sẽ không còn trách nhiệm, không còn tư tưởng lạc quan đi đến, mà để làm một cái việc quá trọng lớn của ta, cho đó là quá quan trọng của mình, ta phải nhiễm. Ta ở đây mà hình như không ở đây, còn sắc thể này, thân nhục thể này ta sẽ trả nợ một ít nào thôi. Linh hồn và tư tưởng ta lúc nào cũng cực giảng tiên phương, ta sẽ đưa nó về một đích, khi đó là ta đã xuất gia. Còn ta ở đây đây, ta tu mà ta sẽ làm chủ thể quyền hạn tiền của, ta đã lo tính toán, ta đã mâu thuẫn, ta đã tạo lập, miệng thì ta đã nói đạo, thao thao bất tuyệt nói gì cũng biến hết tất cả, nhưng ta không giác được bên trong, ta không lìa được tục lụy trần gian bên trong, ta còn mang một cái tư tưởng quá này thì làm sao được đây. Cho nên là bằng nói với tất cả chư quý vị, quý vị phải cần xuất gia đầu không, cũng quý vị đầu hàng với giặc không à, đầu hàng vô điều kiện, đầu hàng để sinh ăn, đầu hàng để làm một chuyện tương tí, đầu hàng để người ta khen mình, ta tặng mình, ta cho mình, ta giúp mình có lợi được. Cái đó là quý vị đầu hàng để giặt rồi. Còn bây giờ ta đầu Phật, xuất gia để đầu Phật. Thấy không? Đầu là gì? Đầu hàng. Thấy không? Phải quy y đầu Phật có nghĩa rằng, cái tiếng đầu là đầu hàng tất cả, đã chấp nhận chịu đựng thọ tội rồi, cải hối ăn năn sớm cầu về Phật Pháp. Thấy không? Thì ta phải gian đầu để chịu đựng chấp nhận, chứ ta không nên đầu, đầu hàng vô điều kiện của tất cả đám ma. Thì quý vị nghĩ như thế nào? Thì bằng khổ điên khùng này nói một ít, quý vị phải hiểu nhiều. Từ giờ phút này đừng đầu ma nữa, mà tắt cái đầu Phật. Quý vị thấy bây giờ quý vị có tin được quý vị chưa? Không. Quý vị có biết rằng quý vị đang mừng một cái chuyện gì không? Mừng quý vị đang gặp Phật rồi. Quý vị thấy trong mộng cái Phật thực hiện, thấy không? Trong mơ quý vị thấy quỷ, trong mộng quý vị thấy tiên thánh, quý vị mừng quá. Xin thưa quý vị đừng có mừng, mà quý vị phải thấy quý vị thành Phật, tự nhiên nó thế này, chân thân Phật hiện rõ ràng. Thấy không? Như vậy mới được. Còn quý vị nằm mơ mộng mà thấy đấy là ma nó thử quý vị, nó cho quý vị thấy Phật đó. Rồi Phật nó thử cho quý vị thấy ma đó. Thấy ma run sợ lá làng mà thấy Phật lại mừng vô hạn. Thấy không? Đó như vậy. Mà vô tình thấy Phật diễn trong một cơn đó là ma nó đến quý vị đó. Quý vị muốn gặp Phật quá đi, nó cho thấy Phật đừng mê, thấy không? Mê Phật, thấy không? Mà không làm theo Phật, không y như Phật thì mê bụi đó. Quý vị sẽ trở về cái cảnh u mê, u nói đó thôi, chứ không thể nào vượt lên được. Hôm nay chúng ta không có mê nữa, chúng ta nên tỉnh, tỉnh hiểu được, thấy không? Tỉnh dậy đi, đừng có ngủ hoài nữa, đừng có mơ hồ sống nước nữa quý vị. Đó, là quý vị gặp Phật. Chứ bây giờ quý vị thấy Phật không hiện ra, quý vị đó là cũng cái ảo tưởng của mình. Quý vị phải thấy mình là Phật, từ bi bác ái vị tha cho tất cả mọi người. Tiếng nói đức độ rộng lớn nhiều đời, ta có tình thương dạng bất năm cha, ta sẽ bình đẳng, ta sẽ công công lý nghi thẳng, ta sẽ dạng dạng tinh thần cao như núi, lòng rộng như biển, vị tha bác ái cho tất cả, không chấp không quỳ hết. Tình thương này không thể ai sang bằng được, đó là ta không mê nhiều, có cũng được không cũng được, ta xem bình thường. Trước mắt chúng ta lúc nào cũng nghĩ rằng
ta sẽ trực giảng đến cảnh nào an nhiên thánh tịnh, quý vị có biết được không? Nếu biết được rồi thì trực tiếp đi. Còn hiện giờ này quý vị chậm chiến quá, còn mãi mê quá, xây lầu đài, cung thoát địa ngọc của mình để tạo thành những vật vô tri vô giác đó, làm cho mình cái đò khổ hằng ngày phải đầu khổ nó để chui vô đó để làm nô lệ cho nó. Quý vị thấy không? Nó bắt buộc mình, nó là vô tri mà nó còn sai khiến được mình, còn mình hiện giờ phải có làm có người có lý trí mà không sai khiến mình trở lại thần tiên Phật thánh. Quý vị nghĩ sao? Trong mức đường này quý vị phải tiến bộ trực tiếp luôn, quý vị không thể nào chậm trễ được. Vì lớp học của quý vị hôm nay chậm trễ quá nhiều rồi, chúng ta phải cùng học để tìm về cội nguồn chân lý. Chúng ta sẽ thấy được mái tàu hóa này thuần dương địa cầu sẽ lập lại. Quý vị có thấy hồi hôm qua thấy mái nhà thánh đức tàu này người đức rộng tài cao, lúc nào cũng tương xóa chúng sanh nơi đó, đất Phật, nhà Phật, cảnh Phật đó. Quý vị có hiểu được thì hiểu được rồi, quý vị sẽ đi đến bước tiến một, phải tiến bộ nhiều hơn. Nền đạo giáo của chúng ta phải phát triển tinh thần cao cả, lý trí sáng ngời, không thể ai che phủ được. Dù một cách nào đi nữa quý vị cũng không được. Như vậy mới là kết quả. Còn hôm nay ta nói mà ta không làm, ta nói được mà cái sự làm nó mới khó. Giờ này ta không niệm Phật nữa, chính thưa quý vị, tại sao bần khùng như vậy? Đạo không cho niệm Phật mà linh quang niệm, ta không niệm, linh quang ta niệm. Vì khi ta niệm ta phải có một cái linh quang cảm ứng khi Đức Phật hiện tiền. Làm như thế nào ta phải làm như Phật? Ta không niệm mà niệm, vì linh quang ta mật niệm thấy Ngài còn khi sinh tiền, chưa nhập niết bàn Ngài đã làm một cái hành vi như sao, ta sẽ giống như Đức Phật vậy. Ta đã bỏ gia đình, ta phải cắt đứt tất cả, ta tu, ta thích gia đồ Phật, ta thấy dòng tứ khổ, ta chán ngán, chỉ thấy bao nhiêu việc đó Ngài đã tu đắc đạo rồi, con mình không biết là bao nhiêu sự việc mà các Ngài đã xuống đây thay mặt đóng kịch diễn như diễn, diễn ra luôn mà mình cũng không có hiểu nữa, thì làm sao đây? Cho nên sự giác ngộ của quý vị chậm tiến và quý vị biết sự khai ngộ như thế nào. Một bậc vị nào cũng muốn khai ngộ cho trò, một vị thầy nào cũng khai ngộ, nhưng thầy không thể khai ngộ cho trò mà chính trò phải khai ngộ cho trò. Có hiểu được hay không? Nếu hiểu được thì tự độ độ tha, tự giác giác tha chính mình. Mình phải tự khai ngộ. Khai là mình đã khai thông những nguyệt đạo trong lòng đất của mình vẫn còn chỗ mương, chỗ rảnh, chỗ ô quý trường, chỗ như thế nào mình phải khai. Mình tự tạo điều kiện phương tiện cầm cốt giá để khai cho thông. Rồi hủy xả mọi người là mình đem những giọt nước trong lành để rửa gọi cái chỗ bận nhơ của mình. Thấy không? Quý vị thấy quý vị khai thông rồi. À, quý vị ngộ. Ngộ là nhận những gì khổ khắc nhất trên đời này, nhận xét thấy cảnh bi ai này, nhận nhìn thấy danh lời, phải không? Nhận không lầm, đó là ngộ là nhận. Nhận lãnh những sự quan tình thiết tha đau khổ nhất trên trần gian này không ai làm được mà ta đã nhận được. Thấy không? Ta nhận lãnh tất cả đó là ta giác ngộ hẳn. Còn cái này ngộ không biết gì hết. Thấy không? Khai ngộ, nói khai ngộ dù dễ lắm thôi chứ gì. Thầy không thể khai ngộ cho trò và chỉ cho trò, trò tự khai ngộ. Thầy đưa phương tiện cho trò, trò tự khai ngộ. Thầy không khai được. Thấy không? Quý vị nào tự nhiên khai ngộ cho một vị đó thì chỉ cho giới thiệu cho quý vị tự làm, tự có, tự ăn, tự đi đến thôi. Một nếu không đi thì do đó, nếu không thành do đó quý vị bị thiệt mà chướng ngại bao phủ hằng hà. Quý vị có hiểu được thì cứ làm vậy thôi. Chứ bây giờ bần đâu có biết nói làm sao nữa. Nếu bần đã khai ngộ rồi bần mới giác ngộ cho chúng ta đó, như vậy. Còn nếu bần không có khai ngộ thì làm sao giác ngộ được cho chúng ta? Mà giác cũng chưa được phải ngộ mới được. Giác thì dục rồi như sao? Thành ra không giác mà không đem về tới bờ bến, vượt bỏ giữa đường thì quý vị thấy như thế nào? Thì phần khai ngộ hôm nay xin chúng tôi cho quý vị đó là bần điên, chỉ như là diễn giải lại đôi lời khô xê đạm bạc này dễ thương dễ mến vô cùng, để mong chúng tôi cho quý vị vào tâm khắp miền an bang lạc quốc. Quý vị nào người trí gắn đi chúng sao điều kiện tâm đi thầy đề, nói chút nữa ta thề với Phật, ta xem người như bảo vật chân dâu, vậy người có rõ đâu đâu, ta đi bốn bể năm dâu không người, đi khắp cả phố phường tiếng vàng, ta
là người một kho tạng núi đài. Thảo nào bá thánh trần ai biết được khùng khiệu thấu lai vô cùng, khùng biến biết vốn dùng có mặt. Thiên chúng sanh lợm lặt đức ân, khùng xa rồi lại khùng gần, khùng phố khùng bần, tứ hải dây không. Rõ nguồn cội tổ thân hồng lạc, che bảo dân gió tạc cho đời, vậy mà chẳng biết đời ơi khinh khi trời Phật dân lời bắn dân. Sao đây chịu máu tràn như suối khùng thấy rồi trong buổi heo khô. Lời này khùng đã bài phó, đắp cho trần trượt tô cho dân tình. Bần như kẻ ăn xin khó chờ, tại vì bần thiếu nợ chung sanh. Đúng đây phải chịu hôi tanh, dạng dài xương gió mà cạnh nanh khốn cùng. Bần biết tự chập trùng sắp tới, biết vương miền thế giới nhanh thôi. Bần cùng rõ được đôi câu, biết đời an lạc cánh khô gần kề, biết dân quốc tràn trề đỏ khổ, biết gần ngày Phật tổ văn lâm, biết người còn quá phù thân cho nên phải đọa nhiều năm quỳnh tiền, biết ai đúng cơ duyên Phật pháp, bần đưa về được gặp Như Lai, biết người tỉnh ngộ hay sai, bần diều đến cõi Thế Lai vô cùng. Bần biến biết giải cùng một cảnh, bần đâu còn so sánh việc gì. Bần nghèo thấy kể bần lý, phiên đông ba cánh từ bi đặng nhờ. Bần đâu có phất cờ cởi ngựa, chốn núi rừng nương tựa chút thôi. Tây phương thanh tịnh bần ngồi, chừng nào ba cánh hết thôi. Dạng dạng chừng ló dạng pháo đài gian lộ, bần về miền có chỗ có nơi, giờ này còn mãi đã thôi. Bần chờ cơ hội Phật trời khắp ra, bần chờ đợi long hoa thức thuốc, bần chờ đợi kết cuộc ra sao. Bần điên sớm nắng chiều cao, thơ thi lĩnh đạo dồi trao cho tàn. Bần điên giải không làm gian ác, bần xuống đây Bồ Tát ban cho. Bần đâu có sợ đế lo, bần nghèo vẫn lái đưa đò chúng sanh. Bần đâu có nạnh tranh của thế, bần khổ đau chiếc ghế không ngồi, xa lìa nơi chốn dân hương, xuống miền mấy kiếp mấy rồi biết không. Bần lận đận long long muôn thời, nguyện kỳ này đã nở giúp dân, giúp người ngu muội tối tân đưa về hưởng được đài chân Phật trời. Chờ đợi đi đổi đời gấp lắm, chờ đợi đi tiếng sấm nổ ra, thay minh chúa thánh dựng tòa. Chờ đi khùng dặn thiết tha lời này, chờ gặp Phật tranh chạy quý vị. Trong khi chờ liệm trí trao thân, chờ đi rồi biết bối dân, chờ đi rồi hiểu đài tân Phật trời. Chờ tiếng nói đôi lời ta dặn, chờ ta khuyên ta tặng người đề. Chờ đi chúa thánh dần về, chờ ngày ta dưỡng bồ đề cảnh tướng, chờ đắng gặp cùng điên lượng vàng, chờ ta phân ta dạng ta. Chờ đi ta chỉ đại dương, chờ đi rồi biết đi con đường ra ta. Chờ gặp mấy hội hoa đào gần mở, trong khi chờ ta nhớ ngôi xưa. Thì là mỗi tật mỗi chưa, chẳng lo mà luyện đi đạo sớm đi chưa mỗi lần. Chờ gặp Phật, gặp thần, gặp thánh, trong khi chờ ta liễm tánh tạm gian. Chờ ngày nơi chốn thảo trang sức quyền cơ lộ, lĩnh bàn Phật tiếng thị giờ này làm phiền chờ đợi. Đắp bốn miền dịu dời xa xa, nếu ai chờ đợi lời ta thì về bình lưỡng ngâm nga đêm. Phải thức dậy kiên cường nhẫn nại, phải nghe ta không hại không nguy, thì giờ chờ đợi mau đi Phật tiên đừng lập cho đời.
trời núi đấm gai, trời coi tiếng pháo liền đài nổ vang, trời coi lửa chấm bắn ngang, coi bằng khung thiểu tình tan thế nào, trời coi Chúa thánh nhà lập cao, trị an mà dân quốc chưa đồng bào tài năng. Chờ đi ngừng gió anh trăng, mấy kia rừng vẹt thì trăng sáng, trời đi đã tắm không sao, ta khuyên chờ đợi vậy mà nghe chưa. Chờ chờ vẹt lớn trăng mưa thì là phải ráng sớm đi chưa, tỉnh buồn thì chờ ức giang kiểu, chờ khi như vậy điên buồn thổi tăng. Chờ đất thật quan âm ban suốt, đừng có chờ quyền tới sâu xa, chờ thôi Đức Phật Di Đà, chờ về cực lạc chờ gặp Phật gặp thần gặp thánh, đừng chờ chỉ bá tánh điền bây giờ chờ đợi ta tu, ta tu cho chúng mà ta tu cho trần, chờ đợi ta tay lần tuổi một khi để chờ đường cột nam đang chờ đi, đừng tích cực tỉnh tan, đừng chờ gấp mấy cảnh khó tàn, làm chi chứ chờ đợi thì gặp tuổi, nồi chờ thì phải làm chi cơ bằng. Đừng chờ đợi dần dần rầu ráo, đừng chờ con thỏ bỏ của ngài, chờ rồi cũng lợt cũng phải thật ta điện đảo trong ngoài trắng. Ta chờ đợi giống dòng hồng lạc, phải chịu cơn gió thạc mưa đen, thì đừng có hãi buồn hờn, trong chờ bảo vật khách sơn kia kìa. Nếu chờ đợi cánh kia chắc gặp, ta chứ người được chứ hiểu tìm đi, đời này ta đã cứu nguy, mau về gặp hội mà trường đi an nhàn. Nếu muốn thấy dân làng đại quốc, nếu muốn xem bảo vật trên trâu, thì là nhìn thấy đâu đâu thất sơn màu nhiệm tình thương kia. Mau chờ đợi cánh kia gần, chiếc tiền trời ta lái mưa đi, thất sơn màu nhiệm trong mưa đi, kỳ này mà khai mở vườn di thức nào. Thất sơn bao ấy đồng mi bao thất sơn màu nhiệm mơ, làm sao ta nhìn chừng nào Chúa thánh tay mình thánh giang mà nổ thì trần linh biết ơi. Nơi bãi núi nơi tiền sơn cấm mơ, chốn pháp ở đài chiều gắm điều qua, ngày sau đức phận cực toàn màu nhàn thức ra hiện nơi kia kìa bất ngờ thôi. Vàng của Phật vàng là tuyệt báu, vàng của tiên hùng hảo vàng vàng, đó là tức tiền màu vàng, đó là cờ Phật hình tàn năm châu, đó cờ Phật không tàu không khổ, cờ của ngài Phật Tổ Như Lai màu vàng đắc ý đậm không phai, chớ nào vàng hay bạc khi mà này bớ dân. Thất sơn màu nhiệm mi chuyên cần gắn về xem được, cung mi thần cung mơ nha nhẹ nỗi hỡi không xa, nói cho ba thánh vậy mà thánh mơ coi, không phải nhìn thấy vàng thôi, đều là bảo vật tâm soi suốt đời này, bảo vật đó là ai quý vị, là người tu tu đại trí đại hùng, ngày đó hoa hào phúc nó chập tí trùng, ta ngồi mà lại trùng trùng học mà thiên, ta bảo vật trân châu dĩ ở đại, ta ngồi đây ôi hải sống mơ hồ, bảo vật là vị tu cao đắc thành chánh quả ngôi sao sáng, đó là vật cứu đời của chúng, là trân châu mã não xa từ hai miền đất địa phước dư, thất sơn màu nhiệm vô tư biết liền, ngài Chúa thánh mở tiền phân báo, ta giữ lòng giữ đạo toàn nguyên, bảo vật Chúa thánh tôi liền, ta đang mà nhìn giữ tình yên trong đồng, thất sơn màu nhiệm ta trong
tay huyền mà cơ lộ lưu dòng thi dân. Nếu muốn thấy khó khăn mấy được giải thích sáng, ai được ta nhìn cũng như ông Tấn rằng từng nói đâu mà có đứa chứ nước đó mà của mình rồi thề. Ta mất cho bồ đề gần nhà đó, ta chỉ cho bản thở thấy ở đây thích hơn chiếu rồi thoát bữa này. Năm châu mà bốn bể chứ trong mà hoài rung linh. Thất sơn sắp đi nổi đại linh, chiều trong mà dạng thất nam mà đừng đỡ dân. Thất sơn mà ta nghĩ chưa đáng cần, đưa người mà xa phú chưa cầu bằng tình yên. Nơi cạnh đó chúa hiền sắp nướng tạo pháp đài, đang ngồi giữ tử phong lông qua đại hội chư ngày gần. Họp cùng mà sơn bón với đại thần chư cũng thay. Thất sơn là chỗ pháp đài, cũng là giữ chính chư trần ai kia kìa. Nếu ai thức dậy tâm kia lo bề mà luyện đạo, rồi về chư thất sơn. Ráng nghe ta đừng hờn đừng giận, mà ráng nghe ta đừng bận làm chi. Ta là người xuống thế của quy thất sơn, một chuyện về tình đi đời. Sao khai mở cái bời tất cả, khắp vừa ngoại ban hối hát chưa chạy về. Bị sao tiên tử chưa cầm tê, quỷ tiêu mà đời mạc chưa nặng nề làm sao. Ngày chúa thánh lâm trào không về, cảnh thất sơn lắp đấy không được. Có sao tiên tử đấy dương, không nào mà xuất hiện chứ mưa đường. Rạng thôi họ tưởng là vàng thôi cửa ngọc nào, đâu là bạch ngọc chưa thấu lai. Là đó là chỗ cung ngay của ngài xuất hiện, là ngài Phật tiên thất sơn sao nói chưa đài. Năm châu mà bốn bể đầu điểm đôi cùng, ở đâu đông quá mà chập trùng kéo về. Ôi thấy chưa trùng trùng thiết cho mình, sao đây chúa thánh cho thần linh mà lập đài lập tỷ đạo cuối sinh thần đời. Sống để coi trần ơi kéo uống, sống để tầm miếng ruộng di là tất cơn bố pháp là ta. Ta là mà giữ cửa cho cổ đà chư năm châu, ta giữ cửa nguyệt thâu đại đạo, ta giữ là phúc đi bảo đàn có những gì quý báu trong giờ. Ta đây mà giữ ấn chưa giữ trời chư của nói cho rõ hơn chúa lầu. Ta giữ đây chịu chướng từng phần đắng về giữ mỗi sáng thần thất sơn bầu nhiệm dần dần dần. Chừng nào núi đá làm hay thì là mới thấy một Phật đài hiền chung. Chưa tiếng sấm trùng trùng có dịp ghé cầu tu mất kiếp chỉ uổng đời. Nghe ta đừng có người ơi lợi danh danh lợi mất đời làm sao. Gần chúa thánh lập trào quá nghe gấp dạy thức sơn thất gặp nơi kia tiền. Nếu ai tỉnh dậy canh kia thì đà cố gắng chỉ kìa cận bên. Đây tiếng quỷ gian rền bỏ chạy ba thấm gian nguy hại vô cùng. Thấm gian là nó đừng đừng biến hình cầm thứ bục tùng mà ra cho ai. Của Phật Phật lo yên nghĩ ổn rồi ai quy canh phản bổ ly phạm hồi. Ai người lãnh cảnh vẫn tồi cứu về mà cửa thú cho rồi. Chưa quận nhà lai con của Phật con ai lấy giấc, con của ma nó bắt nhốt đâu. Kỳ này giữa ngục hang sâu ta cho mà ngự biết đắng đầu nghe ngon. Ma quỷ dẫn linh hồn chôn nhốt, còn ai của ta đường cột có bốn sơn thì là đừng có buồn hờn nghe ta rồi bỏ hết tình con theo này. Hết sơn sao nổi chưa lâu đài, cảm thương mà các
trong ngoài chưa gian đăng. Cách sơn xa nổi đại thần, làm cho các nước thêm xa gần. Từ đông đến nước ta Chúa Thánh khai gia đình. Lập đi đời mà thương cổ, nhiệt tình đến kỳ ân. Đại Phật chuyển ở ngàn cân ngọc lượng, mà kêu cái từng xuống vô cùng. Bây giờ chịu ấm chặt chừng, khổ đau mà chút nữa thì hưởng cùng với năm châu. Ngày xa núi không quá lầu, cảm thiên khắp nước chưa về hầu. Chứ nước ta chứ vua Minh Chúa Thống lập tòa Minh Hoàng, mà cai trị cho nhà nhà an táng. Cùng mong Di Lặc chứ hạ thang, ông là giáo chủ mà trên là Đức Âm. Ông Tích Thế hiện thân quý báu, pháp vô cùng dẫn dạo chứ cánh tiên. Ngày sau lập lại đầu hiền dân, không còn não còn phiền chứ nghe dân. Giờ nghe ta đừng gần đừng râu, mà ta lật khói phổ bổ nguyên trang. Chỉ cho ai Phật ai đàn, ai người của thánh mà ai vàng chứ của tiên. Chỉ rồi lại rồi khuyên đủ cách, chỉ rồi bưng rồi sắp cho trần. Chỉ xa rồi lại chỉ gần, chỉ gần mà cho chúng cho từ tầng tan nam. Chỉ cấp rã mà âm tham tan nát, chỉ cho nhìn Bồ Tát ở đâu. Chỉ cho nuôi cấm hóa đầu thất sơn, bầu nhiễm với người đâu có ta. Ngày sau như tờ lọ có vàng, tại vì mà Phật hội trên đàn bơ dân. Mới sắp nổ đời thần đừng mơ, mau tỉnh đi chỉ nhớ quần mai đắng mà xem núi ra ngay. Ngủ châu mà náo loạn trong ngoài vô biên, tính lại dịch đại tiên của Phật, tính lại dành bảo vật chân châu. Tính nhau lớp 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 tâu lớp quỳ lớp lại, mà đâu chứ được cần ngài không ngổ thần dần dần dần. Đâu phải phàm mà bực Chúa ngôi, vì đó là linh đã rồi. Đại tiên của Phật mà chỗ ngồi của ai, của thân Chúa Như Lai có tầng. Để chờ người bình đẳng, nay mai đắng về hướng được lâu đài. Vĩnh biên trường cổ mà ngày mai như vậy. Lập đại quốc bình an, dân chúng khỏi có cần. Dân chúng nghe chi chi hết cơn khổ não, gian nguy lập đời hướng cổ mà vậy thì bá gia. Nước ngưng chảy sang hà hết biến, nước xuôi dòng xuất hiện linh thiên. Cá kia dừng lại hiểm tiền, duy kỳ thấy rõ vô biên chứ lạ lùng. Quét sạch hết chặt chùm dơ bọn, từng giận nam từng hớn vết nương vết trong gió trụ không mơ cuồng. Bảy tầng mà sạch sẽ chỉ chịu buồn sắc thơ. Muốn thay đổi hiện giờ đâu dễ, phải đổi thay lấp bế không lường. Bởi dân ấp phố cùng phường, nghe lời ta dẫn đoạn tường tiếp bao. Phải siết chặt cùng nhau nói nghe kiếp, phải chung lo tu việc muôn tàn thì là mới được thế tháng. Sau này Phật hỏi trên đàn lũng mây, Phật cho đó có thầy chấm mê điểm. Có thần tiên đi kiếm người hiền, ngày sau vô lượng vô biên. Gần rồi Chúa Thánh nhớ phổ tiền thịnh cơn. Sao vậy núi thất sơn ngàn ngọc, giờ hiền nhân cực nhọc chết đi. Sao về giữ được đại lê lưu ly
thiếu gì trần châu có xa cờ. Nó lót thảm có biết chưa thông cảm dạng dài. Ta ngồi trên chốn cung đài, trăm hoa mà ngàn lá hằng ngày chưa nở thắm. Nhưng thấy đó thanh tâm mang lạc có loài chim ca hát pháp kỳ. Đại tiên có Phật cũng nghĩ sao mà dân hỏi hết quy dân tình. Đâu có sự chống cầm giặc giả nghiệp quan tường hết cả không mang. Thì đó ta được danh rang nghe kinh nghe kệ Phật đàn giáo dân. Phải dịch bỏ mưu đằng tính giới thì mới là mới thấy lòng tiên. Tỷ này chưa thánh vì nguyên gần kề mà ba thánh vô biên chưa lạnh lùng. Ta là đảo điên cùng kiếm tiền. Vừa nói đây Phật hiện toàn thân đắng mà kiếm đáo ngay gần. Thôi về ta vẫn hơn ngàn tấn ngọc ngàn. Bần sĩ đau khổ thiết tha ý không nói mà lộ. Thiên cơ thì chết. Cãi trời, cãi được thiên điều rồi. Vì thương chúng sanh mắc nợ rồng đạo. Đó, vì vậy cho nên hôm nay đó, bần khổ xin thiết tha đôi lời căn dặn. Chư quý vị đạo tâm ráng tu chưa kỹ lưỡng kiệm việc lệ mình. Tình tự hành giờ phút đi đứng nằm ngồi. Đừng quá lơ thôi tỉnh bản thì giờ đã gấp lắm. Như chư quý vị đạo tâm tu không có kịp đó. Mong quý vị thần trọng một đôi lời nói trả nhờ. Mở khẩu ra còn đức độ. Ngày kia ác khẩu giờ ta là thần khổ. Không còn nghiệp khổ nữa như chư quý vị. Để rút ngắn thì giờ không có kịp nữa đó. Tranh kia gà gái rồi. Thấy chư quý vị. Canh ba rồi bóng. Đấng hạ chiều tàn quý vị có thấy được hay chưa? Mong cầu tất cả chư quý vị khắp bốn miền cũng điểm nhân thôi. Cùng là anh chị em chỉ có một mà thôi. Ráng quay đầu về đừng phá vỡ bộ máy của trời đất nữa. Đừng đạp trong lòng đất mẹ trên đầu mẹ nữa. Đừng tung trong lòng đất mẹ đau khổ bà mẹ đã cứu mang mình. Vì vậy cho nên hôm nay nếu chúng ta còn mãi mãi đi đến một cuộc chiến tranh giành vượt tranh giành bả định chung dân đời ăn uống tiền tài vật chất. Sự sống còn chăng giả thì ta vô tình phá vỡ làm cho cha mẹ ta buồn thì có một trận đòn roi sắp tới đi khủng khiếp. Mong tất cả đoàn em và tất cả các người nào chưa hiểu được hoặc hiểu rồi mà còn ngủ quên trong một chiếc đồng thai thì ta là người hấp thụ kêu gì thức dậy mau. Tỉnh trần thức dậy đi quý vị. Để rồi nghe ta rao. Thì quý vị cần biết nghe chứ phải gì không? Ta đâu có dành quý vị ta làm thầy, ta là một khùng hiểu, ta đang nắng quý vị mà. Ta được hấp thụ tất cả mọi sự vật rồi cũng như cái tô canh nấu một ngày rồi lạnh mẹ. Bây giờ ta đã nấu lại cái gì ăn cho ngon là ẩm mắt của gì chơi là như thế nào. Như vậy thôi nên. Đó. Vì vậy cho nên hôm nay đó, chiếm vào kỳ chết rồi tất cả cho quý vị đồng đào gắn tô mau kệ kệ không có kịp rồi. Sống ra bữa dặn dặn. Đò nhiều chiếm chót hỏi người ơi. Chíp chíp mau mau để kệ rồi. Khanh ta giấc già mưa nhân loại. Chịu nhiều cảnh khổ quá tạp hơn. Có gì biết không? Vì vậy cho nên hôm nay đó, lời thuyết tha này kêu gọi cho tất cả anh chị em, cô bác, thầy tráng. Đừng bắn nghi bắn tính, đừng tính tấn tiêu gì nữa hết á. Quý vị có biết ba cái cửa đề lao giúp cái gì không? Một là ẩu, hai là tâm, ba là thân. Nếu nhớt quý vị chết rồi mà quý vị không biết quý vị ở tù đó quý vị ơi. Bần khổ nó thấy vợ tù thương quá, mày biết làm sao cứu được phải không? Bần được phóng thích ra rồi, còn quý vị đang ở tù. Vì cái cửa bề lao ốc chứ quý vị tính toán hàng đêm mà ngủ không được tính hết quý vị rồi đó. Sợ thua lỗ, sợ ít nhiều sợ đủ thứ, thấy không? Đó là cái bực sang cả đó. Còn cái bực nghèo nàn, cái tâm lo lắng sáng nay người ta đến chửi mình cái nợ cái nần không con ăn áo mặc. Không lo cho tất cả những được sự gì chết trời ngày mai đều đau khổ. Tâm lo lắng mọi điều kiện suy nghĩ, sáng đêm tối ngày, quằn nặng đau khổ. Đau, không thức uống, đói không con măng, than, rất chứa không buồn áo bẩn, gì biết khổ, khổ, tam đồ, gì khổ chưa? Vì lẽ đó còn thân này, đã nhớ quý vị có biết không? Tranh giả, ăn mặc quan trọng, dê dước hằng ngày nuôi, no mập méo, phải sanh ra điều độc ác để khó mà ăn, mà uống, thấy không? Mà đem vô cho nhiều cho mập mập thị trí, quý vị có biết không? Một là địa ngục đó cũng là địa ngục cho cái thân của mình, nhốt cái tâm, nhốt cái thân,
đó cứ lang thang nghèo tàn nghèo tật như thế này thì làm sao đấy, quý vị có biết được hay không? Thì thân tâm đều quý vị sẽ bị ở tù hết đó, để tránh dần đạt lợi nè, thấy không? Để sai khiến cái thân, cái tâm, cái người này làm những cái chuyện bạc ác nè, quý vị có hiểu được không? Vì từ đó cho nên hôm nay đó bần khùng khiệu quý vị đừng hỏi, mà bần có quyền hỏi quý vị gì, quý vị học hỏi sao siêu thiện đạt. Thần văn học văn hóa quý vị, nền văn minh quá hiện đại, còn bần khùng này sống với một xó tối, một xó tối với cảnh đời, một nẻo tắc âm mưu với một khối trượt này. Bần chỉ còn sống một linh khí quan của Phật thôi, thì bần hỏi quý vị chứ quý vị không được hỏi bần. Vì hỏi bần những việc cũng bình thường quá làm sao ấy. Kính thưa quý vị, ngay bây giờ trong sự việc bần khi tiếp tục một lời nói không giả này, được đặt thành bài lô tô có đánh hay không? Đánh chứ. Lô tô ra phải đánh chứ. Kỳ này bần biết được đánh cho thắng chứ không có bại nữa đâu. Đây bần sẽ kêu bài lô tô rồi vĩnh viễn gì. Nếu thua kỳ này bần sẽ nghĩ luôn không còn đánh nữa. Quý vị có biết không? Bữa nay chắc chắn Hùng thắng được rồi. Con cổ cùng ngồi sắp từ con số, cùng nguyện nghiêng cổ đánh trận giặc lòng. Đánh bạc người thần trong mong đất thăng, chắc rằng hiểu rằng chẳng có chơi vơi. Cùng nói một lời, bà con nên hiểu, đừng có cách kiểu ôi hỡi cũng già. Tiếp tiếp tha tha, cùng điên còn dạy con này đánh bại tiếp tục con kia. Đánh sáng đến khuya, đánh chiều đánh tối, đánh cho nó thối. Nó chối đánh lương, đánh kiệu, đánh buôn, đánh cuồng, đánh dại, đánh cho nó bại nguy hại cả rồi. Đánh núi đánh đồi, đánh sâu xuống biển, đánh cho gian tiếng lừng lẫy đông sông. Đánh tới cộng đồng, đánh không có nghỉ, ta nguyện tịch chỉ đánh bạc đánh bài. Lô tô hằng ngày chờ thôi con số, ánh trời gần lố, ta ráng ngồi chờ, chờ mãi bật mờ cũng chờ cho đạt. Vì ta thua cờ bạc, thua hết trăng tài. Thua đêm thua ngày, thua dai thua dẻo, thiệt là nó khéo, bền dẻo vô cùng. Nó có anh hùng, hai ta anh dũng, nó có lên mướn, thì ta cũng tốt tươi. Nó có lương vừa, thì ta tự tâm. Ta lo chịu gấm đặng có trái đàn. Ăn của ăn vàng, ăn ban lạc quốc, ăn tài ăn vật, ăn kết nơi đâu. Nghe rõ đôi câu rồi hầu rồi biết, tai nghe mắt biết chẳng nói lời gì. Tam quan vậy thì buồn điên quốc điển. Lịch sử kinh điển ta nói rõ ràng, ta đang ngồi bàn chờ thôi con phố. Mặt trời gần lỗ ta biết nói gì, chắc sẽ dân quy con này thất bại. Thua rồi chắc hãy biết nói sao đây. Ba bên phủ dây thấy đầy cờ bạc, người nổ người nạt, người thảnh người si, người giật bỏ đi vì thua quá xa. Người đang nhân ca hiềm lại phù hành, giữ lại hay đành đang giành đang giật. Thật là quá cực bị đánh lô tô, ta quá bài mô giờ này sắp kế. Thì là hoàng đế tiêu diệt không còn, thức dậy hao mòn canh kia chờ đợi. Số nào dữ dở chờ mãi không ra, chắc có của ta kêu trời kêu đất, chắc chẳng phải mất ba tánh chị em. Con số ta xem chờ hoài không có, nó đem nó bỏ, lắc ngõ đâu rồi. Tại ở nơi đồi, xuống đây chờ đợi, khắp miền thế giới bốn biển năm châu. Con chuột con trâu, con hầu con hổ,
con mèo mới khổ quý vị chúng sinh. Nó đập nó rừng, vương minh xuất thế, hải thái hoàng đế, cai trị nam đường, có Phật Minh Vương, đài chương thật thở. Nó đang thiếu nợ bị đánh lô tô, ở trong cũng vô, ở ngoài cũng tới. Cấp đội cây mới ôi hỡi gian trần, đại chúng lại quên, có tên có tuổi, đại người dung rủi trong buổi nhớ tàn. Đánh bạc đánh vàng, gian tan đánh hết, chắc rằng phải chết con tô chưa làm. Ta thiếu ta tha, ta chờ ta đợi, nói biên dịu dợi khùng chịu ai bằng. Bị khổ khó khăn bạc bài thua hết, kỳ này chắc chết ta tanh tóc thời. Ta thấy cơ trời chiều mới không diện, ta đang hổ thẹn nhục nhã biết bao. Tiền bạc tan giàu đánh chi thua hết, rồi la rồi lết, rồi chết rồi mòn, chắc phải lăn tròn lầu son cũng dẹp. Thật là thấy đẹp ta chịu hẹp vô cùng, lô tô đạo cùng biết không chi nữa. Lý thành đóng cửa ta chữa bật mặt, đừng đổ đừng dần đừng tăng chi nữa. Ta đâu cứu chữa thua hết cả rồi, quý vị đáng ngồi chờ thôi. Con số mặt trời gần lố, con số nào hay, đánh trong đánh ngoài ra thay rồi biết. Ta đây giả biết giả bộ đừng ngu, như in hình về số ba ra trước. Ta đo một chút đúng mức đã rồi, từ đuối từ đồi ta tâm dịu dời. Ta đang chờ đợi con số nào hay, nói rõ trong ngoài đêm nay cho biết. Đừng ai có biết, thôi uống lắm rồi. Con chuột kiếm mồi, con trâu quá khổ, trâu kia mất chỗ, cỏ nọ héo tàn, bá tấm cơ hàng hai trâu nó ăn. Đáng về khi gắm bá tánh ai ơi, đuôi chuột kêu trời, nửa đuôi đất thẳng. Ta đây thấm mặn nói rõ đôi câu, chờ đợi không lâu. Chuột về về ô, rõ rồi tự khổ ôi hỡi bài tay. Con chuột này hay, chuột này mỏ nhọn, móc moi cả bọn, không để không còn. Những gì món ngon móc.